nó còn nhiều rồi đấy. Xin chào tất cả các chị yêu của shop Nga BM. Các chị yêu hôm nay cuối tuần cho nên là em tranh thủ lên sale nha các chị nhá. Và mã quần đầu tiên đi ạ, em sale hàng siêu cấp nhá. Đây là mã quần siêu cấp. Quần kẻ rất là xinh luôn. Quần này em có đủ size S, M, L cho các chị yêu luôn nhá. Nên chị yêu nào đang kiếm tìm cho em Nga một cái chiếc quần kẻ hàng siêu cấp thì lên cùng em. Quần này thì mặc siêu thích rồi. Thực sự là lâu lắm rồi mới có được một cái mã quần kẻ mà cực kỳ thích như thế này. Quần này thì gọi là vip đỉnh luôn rồi các chị nhá. Cảm, các chị nhìn cái bản cảm cho em này. Siêu xinh luôn. Em đang mặc quần này là size M các chị ạ. Em đang mặc quần này size M nhá các chị nhá. Bản cảm đây. Em mặc cảm thì nó khá là thoải mái khi em mặc size M luôn. Tại vì bên trong em đang mặc cái quần gen ấy. Em đang mặc cái quần gen cho nên nó rất là chắc quần luôn. Các chị nhìn cho em này. Mặc lên form rất là đẹp. Em chào chị Vũ Phan, chị nào đang nhìn thấy em Nga cho em Nga một nút tương tác chia sẻ ủng hộ đầu like giúp em với ạ. Chị nào đang nhìn thấy em cho em Nga một nút tương tác chia sẻ ủng hộ đầu like giúp em với. Tối nay tranh thủ có khi ạ, xuất sắc luôn, em cảm ơn chị yêu. Tối nay sao quần nhỉ các chị nhỉ? Dạ. Mỗi thi thoảng từ giờ đến 30 tháng 4. Từ giờ đến 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 thì ngoài những một số những cái mẫu mới em về cho các chị yêu ấy thì em sẽ tranh thủ em sale một số những cái mã sen vào các chị nhá. Quần này của em Nga thì quần siêu cấp này nó không có giãn các chị ạ. Quần này là quần vải ạ. Quần này của em Nga là quần vải hàng siêu cấp nhưng nó không có giãn. Quần này không có giãn hàng siêu cấp các chị biết rồi. Quần này siêu cấp của em Nga giá của nó nguyên giá là 720-750 gì đấy. Quần em đang mặc ấy ạ, giá nguyên là 72 hay là gì đấy ạ, 72-75. Đấy ạ. Chờ chút xíu em sẽ lên nhá. Nên má giá sale cực kỳ tốt cho đầu like cho các chị. Đấy ạ. Với số lượng không nhiều, chắc là ở đây em có được khoảng tầm chục cái gì đấy. Ở đây em có khoảng tầm chục cái có S, có M, có L nhá. Quần siêu cấp này của em Nga thì nó không có giãn nhưng form của nó là form baggy, mặc rất là thích luôn. Nếu mà để kiếm tìm cho em một cái mã quần quần vải ấy, cạp mà cặp quy kéo khóa này là khóa sườn các chị nhá. Với cái kiểu thiết kế kẻ như thế này thì thực sự nó rất là hiếm luôn, rất là hiếm luôn các chị ạ. Em đang mặc quần này size M, size S cho chị nào khoảng tầm 53 cân nhá. 53 cân quần này thì các chị nên mặc như sau ạ. Tầm 53 cân ạ, có vòng eo khoảng tầm 73 nhá, 53-54 cân mà có vòng eo khoảng tầm 73. Tầm 73 thì các chị đổ về mặc cho em quần này size S. Tầm 58 cân, 59 cân như em Nga đang mặc là mặc quần này size M. Đấy ạ, mặc quần này cho em size M. Em đang mặc quần này size M đấy các chị này. Rồi tầm 63 cân đổ về các chị mặc quần này cho em size L nhá. Nó là quần baggy, quần siêu cấp dùm em Nga. Comment của em này, em có S, M, L, số lượng không nhiều. Quần này siêu đẹp luôn nhá. Form của nó cực kỳ đẹp và đặc biệt các chị nhìn hộ em cái bản cạp này. Đây. Các chị nhìn hộ em cái bản cạp quần này nhá. Nhìn đã biết là hàng xịn hàng chất rồi. Đấy, nhìn cái tít thắt lưng của nó đã gọi là đỉnh cao luôn rồi các chị ạ. Nếu mà chị nào đang kiếm tìm cho em Nga một cái chiếc quần siêu cấp mà bằng vải ạ và với kiểu thiết kế kẻ như thế này, cực kỳ hiếm. Nói chung là cái mẫu này không có một điểm gì để chê luôn ý. Đẹp, sang xịn, dáng baggy, make đồ các chị sơ vin với lại những cái áo sơ mi trắng nhá. Các chị nào thích ấy, các chị sơ vin với những cái áo sơ mi trắng cho em Nga hoặc các chị sơ vi cho em với những cái áo phông trắng hoặc phông đen thì nó gọi là đẳng cấp đỉnh cao luôn rồi, không có một điểm gì để chê luôn. Quần này siêu đẹp nhưng mà em chỉ có size S, size M, size L thôi bởi vì nó là hàng siêu cấp các chị nhá. Form dáng thì là form dáng baggy, ở đây nó có cái điểm xếp ly và cái bản cạp của nó này. Năm nay những cái quần như thế này ấy, rất là hiếm luôn. Năm nay những cái quần như em Nga đang mặc nó rất là hiếm luôn, rất là ít. Đa số là quần, các chị thấy là đa số là quần cặp chun đúng không? Đa số là quần cặp chun. Mà để có được cái quần mà kiểu kéo khuy như thế này, hàng siêu cấp năm nay rất là hiếm. Chất của nó cực kỳ thích luôn. Mát nhẹ và cực kỳ thoải mái. Size S là dành cho chị nào 53-54 cân đổ về với vòng eo khoảng tầm 73 các chị nhá. Em đang mặc quần này là size M cho vòng eo khoảng tầm 78-79 mặc cho em size M. Tầm 58-59 cân đổ về mặc M. 63 cân đổ về các chị chốt cho em size L. Đã,
64 cân thì người các chị phải gọn, eo gọn. Tại vì cái quần này của em Nga nó là bản cạp các chị nhá, cho nên nó liên quan đến vòng eo. Đấy, bình thường nếu như mà quần này em mặc này, nếu bên trong em không mặc cái quần chip gen ấy, cái quần chip gen mà cực kỳ hot hit, đang hot hit này em Nga, thì chắc chắn là cái cạp này em mặc nó không được rộng như thế này đâu. Vì bên trong em đang mặc cái quần chip đấy, cho nên là hoàn toàn em đang mặc ở đây này, cái cạp quần nó khá là thoải mái luôn các chị ạ. Khi mà mặc cái quần chip gen vào ấy các chị ơi, thực sự luôn, cái quần hôm qua em bán cho các chị quần chip đấy ấy, thực sự là mặc xong vào mặc những cái quần này sướng vô cùng luôn, và cực kỳ sướng. Thực sự là các chị không cần phải nhất thiết mặc trong váy đâu, mà mặc luôn với những cái quần mà các chị đang mặc kiểu như thế này cho em Nga. Đấy, nên chị nào mà chưa mua cái quần chip đấy nhá, thì các chị đừng bỏ qua. Tí nữa em giới thiệu lại cái quần chip đấy cho, vì em đang mặc cái quần đấy ở bên trong. Đấy, còn bây giờ em xin phép được lên quần em đang mặc nhá. Rồi, quần này chị nào muốn sở hữu này, nên cho em Nga quần sẽ là mã M1 giá sale hôm nay. Size S, size M, size L, số lượng không nhiều. Em đang mặc quần này size M, mức giá sale đầu line cho quần siêu cấp này các chị nhá. Quần line dàn siêu cấp này em chốt sale cho các chị mức giá cho em Nga này 580.000 đi. Quần này em chốt cho các chị với mức giá là 580.000, hàng siêu cấp. Chị nào muốn sở hữu quần em đang mặc với mức giá 580.000 thì comment của em đúng cú pháp là M1 kèm theo size, kèm theo số điện thoại, hoặc kèm theo chiều cao cân nặng, kèm theo số điện thoại em chốt đơn. Quần em đang mặc có đủ size S, M, L, số lượng không nhiều. Đấy ạ, và nó là hàng siêu cấp, mức giá em sale là 580. Chị nào muốn sở hữu quần siêu cấp với mức giá đầu like ngày hôm nay thì các chị lên đơn dùm em Nga nhá. Comment hộ em đúng cú pháp là M1. Mà hàng siêu cấp thì các chị yên tâm luôn rồi, từ form, từ chất, từ kiểu dáng, chất liệu, mà cho em không có một điểm gì để chê luôn. Chỗ này nó là tắp da này, thắt lưng các chị này, nhìn dùm em Nga. Đấy ạ, quần này em không có là lượt gì đâu, em vừa bóc trong túi và em mặc lên luôn đấy ạ. Em đang mặc quần này là size M nhá, chị nào lấy quần ghi hộ em là M1. Size S tầm 53 cân, 53 dưới 54 cân, có vòng eo khoảng tầm 73, mặc quần này cho em size S. Size M em đang mặc dành cho chị nào vòng eo khoảng tầm 78 ạ, tầm 58 cân đổ về mặc M. Và size L dành cho chị nào khoảng tầm 63 cân. Đấy, 63, 64 cân nhưng phải người gọn thì mới chốt được 64 cân. Còn nếu không lấy cho em 63 cân đổ về mặc cho em quần này size L. Đẹp, sang, xịn và cực kỳ chất nên ạ. Nên chị nào muốn sở hữu cho em Nga một chiếc quần Âu, đấy ạ, hàng siêu cấp như em đang mặc, bản cạp này là bản cạp kéo khuy sườn các chị nhá. Và nó là một chiếc quần vải siêu cấp ạ. Bản này của em Nga nó là cái thiết kế chất liệu quần của nó là quần siêu cấp, nó là vải, nói chung là quần này mặc lên rất là đẹp. Đây các chị ngắm dùm cho em cái chất liệu này, mặc lên cực kỳ sướng và siêu thích luôn. Và quần của nó là thiết kế kẻ, hàng siêu cấp dùm em. Nên chị nào thích quần Âu siêu cấp như em đang mặc thì chốt đơn cho em Nga. Mức giá em sale đầu like cho các chị là 580.000. Chị nào lấy thì nhanh tay comment hộ em đúng cú pháp là M1, kèm theo size, kèm theo số điện thoại, hoặc kèm theo chiều cao cân nặng, kèm theo số điện thoại em chốt đơn nhá. 580 ạ, quần em đang mặc có mức giá là 580.000 thôi. 580.000 em chốt đơn ạ. Chị nào lấy quần em đang mặc thì chốt đơn ạ. Quần đẹp quá chị ơi, em cảm ơn chị Trần Thị Tuyết. Chị Ngọc Đảm, em vừa không, quần này em chốt đơn đến tầm 63 cân chị nhá. Chị nào khoảng tầm 63 cân đổ về thì các chị mặc bao đẹp cho em Nga. Đấy ạ, nên chị nào đang muốn kiếm tìm cho em Nga một cái chiếc quần Âu siêu cấp kéo khuy sườn như em Nga đang mặc. Bản này thì các chị không bao giờ sợ lỗi mốt với thời gian và mặc lên rất là xinh, cực kỳ tuyệt vời. Hàng siêu cấp cho em Nga. Đây ạ. Những chị nào mua hàng siêu cấp các chị biết rồi, mã của sản phẩm đây, các chị ngắm dùm em này. Riêng những cái dòng hàng như thế này ấy, thì các chị cứ yên tâm về form, yên tâm về chất và yên tâm về kiểu dáng luôn. Càng mặc càng mê, càng mặc càng sướng và càng mặc càng thích. Cho những chị nào mà thích một chiếc quần Âu siêu cấp nhá, mặc lên những cái quần này các chị sơ vin, thiết kế với những cái áo sơ mi hay áo phông, tất cả mọi thứ đều rất là đẹp cho em Nga. Và dáng của nó là Becky, nó không có giãn nhưng mà mặc lên nó rất là thoải mái và cực kỳ dễ chịu. Nói chung là một chiếc quần siêu cấp siêu thích với mức giá 580.000 thôi ạ. Quần này là 580 nhá, em đang mặc quần này size M. Chị nào lấy quần ghi hộ em là M1, em chốt đơn M1 SML 3 size ạ. Còn áo em đang mặc sẽ là mã M2 nhá. Áo này em sale cho các chị với mức giá này, áo này là M2, em chỉ có mấy chiếc thôi. Chị nào muốn sở hữu chiếc áo này thì lên đơn hộ em là M2. Đây ạ, M2 em có này, một chiếc màu trắng, một chiếc màu đen và hai chiếc màu đỏ. Áo của em Nga là M2, còn quần sẽ là mã M1 ạ. Chị nào thích quần Âu siêu cấp thì lên đơn hộ em là M1. Đấy,
M1580, chị nào muốn sở hữu chiếc quần này thì nên đơn hộ em là M1580.000, hàng siêu cấp. Quần này siêu đẹp. Chị nào mà chưa sở hữu quần Âu này thì các chị nên chốt đi. Quần này của em Nga thì nó không có dán chị Mai Hoàng ơi, quần này của em nó là quần vải ạ, quần vải ạ. Các chị biết rồi, cái quần giống như là cái quần jean của các chị ấy, giống như quần jean các chị là quần jean siêu cấp ấy. Cái quần này nó không co giãn, nó chỉ kiểu mặc nó là dáng baggy rồi, mặc nó thoải mái, nó không co giãn nhưng mặc nó rất là sướng luôn. Các chị cứ lấy đúng chuẩn size là các chị mặc đẹp luôn nhá. Vì cái quần này của em Nga nó là quần vải nhưng không phải là vải kiểu co giãn như những cái dòng mà cặp chun. Vì đây của em Nga nó là quần Âu, quần phăng. Để kiếm tìm một cái quần Âu phăng như thế này mà hàng siêu cấp không phải có, dễ có đâu. M1 cho chị Trinh Dương này, số lượng không nhiều ạ. Mức giá cho em Nga sale là 580 nên chị nào lấy thì chốt đơn nhá. 580.000, em đang mặc size M, em có SML 3 size 63 cân đổ về, các chị mặc đẹp cho em Nga. Đấy ạ, 63 cân đổ về các chị mặc đẹp cho em Nga. Quần này nó không co giãn, nó bằng vải các chị ạ. Nó chỉ hơi nhẹ nhẹ như thế này thôi, nó không co giãn nhiều đâu. Vì đây của em Nga nó là quần Âu siêu cấp. Nếu như chị nào hay mặc quần jean ấy, jean siêu cấp các chị biết rồi. Đấy ạ, thì thường đấy ạ, những cái quần như thế này các chị mặc lên cái form của nó là form baggy, mặc thoải mái, mặc dễ chịu. Các chị cứ tin em đi. Chị nào mà đang kiếm tìm cho em Nga một cái chiếc quần Âu nhá mà thiết kế kẻ đấy ạ, thì các chị đừng bỏ qua cái mẫu quần này. Mặc lên cực kỳ thích, phối đồ cực kỳ xinh. Chị Trinh Dương một quần M1 cho chị size của chị Trinh Dương đi. Đấy ạ, đảm bảo các chị mặc là nghiện. Đây ạ, hàng của em là hàng siêu cấp này. Đứng lên ngồi xuống thoải mái cho em Nga. Đây ạ, đứng lên ngồi xuống thoải mái cho em. Đây ạ, các chị nhìn em đứng lên ngồi xuống nhá. 50 cân thì mặc cho em size S ạ, chị Thúy Phạm nhá. Đây, em đứng lên ngồi xuống cho các chị được chưa ạ? Quần không co giãn nhưng mà em đứng lên ngồi xuống, các chị cứ chỉ cần mặc đúng size. Bởi vì quần này của em Nga nó là quần baggy. Các chị hình dung đây là quần vải, quần baggy, nó không co giãn nhưng form của nó là form baggy. Mặc lên rất là thoải mái và cực kỳ dễ chịu các chị nhá. Đấy ạ, và em đang mặc quần này là size M. Chị Trinh Dương một quần size S em chốt đơn này. 50 cân thì mặc quần này cho em size S. Em đang mặc đây là quần, em đang mặc quần này là size M. Đấy nên chị nào lấy thì chốt đơn. Ok, chị Trinh Dương một quần size S em chốt đơn. Chị Thúy Phạm một quần size S ạ. Hai. Thúy Phạm ạ. Chị Thúy Phạm một quần size S. Các chị nào lấy thì cứ chốt đơn dùm cho em nha. Em có ML có ít thôi bởi vì đây là hàng siêu cấp. Các chị nào mà mặc hay quen mặc hàng xịn rồi ấy, mặc hàng siêu cấp rồi các chị biết. Đấy nên chị nào lấy thì chốt đơn 580.000, em có SML nha. Số lượng không nhiều đâu nên chị nào lấy thì chốt đơn. Chị Thúy Phạm đúng không? Vâng. Chị Thúy Phạm một quần size S này có 580.000, chị nào lấy chốt đơn ạ. Đấy ạ, em đang mặc quần này size M. Chị ơi hàng hè, chị ơi vầy vừa vừa. Đấy ạ, ok chị Thúy Phạm một quần size S em chốt đơn ạ. Chị nào lấy thì nhanh tay comment hộ em đúng cú pháp là mã M1. Em đang mặc quần này size M, size S dành cho chị nào 53 cân đổ về mặc S. 53, 54 cân như phải người gọn. Còn nếu không đây ạ, các chị cứ mặc thoải mái như em này. Em đang mặc size M này, 53 cân đổ về các chị mặc size S cho em nha. 58 cân đổ về mặc M và 63 cân các chị mặc L cho em nha. Form rất là đẹp và cực kỳ xinh, mặc thoải mái, dễ chịu đấy ạ. Và các chị nhìn hộ em này, dáng baggy, em mặc nó không ôm bó đùi như thế này nên là nên form của nó cực kỳ thích và rất là đỉnh. Nên chị nào lấy thì cứ chốt đơn nha. Comment hộ em đúng cú pháp là M1. Em sale cho các chị mức giá là 580.000 thôi ạ. Nên chị nào lấy thì chốt đơn nha. Em có này, em có mỗi mấy chiếc thôi ạ. Size S em còn có 1 chiếc, 2 chiếc. Size M có mỗi 1 chiếc. À, size M có 2 chiếc. Size S còn 2 nha các chị nha. Size L em có mỗi mấy chiếc thôi, cần này không có nhiều. Size L em còn 1, 2, 3 chiếc. Size L thì em có 3, 4 chiếc. Chị nào lấy thì chốt đơn, comment hộ em đúng cú pháp em chốt đơn. Quần này siêu thích, các chị cứ tin em đi. Chị nào mà thích một chiếc quần Âu siêu cấp thì đừng bỏ qua quần này. Đây là quần vải Âu siêu cấp các chị nhá. Đấy ạ, em đang mặc quần này là size M. Các chị cứ lấy đúng size dùm em. Size S cho chị nào khoảng tầm 53 cân tính theo chiều cao 1m6 mặc cho em quần này size S. Từ 54 cân đổ lên ạ. Đấy ạ, nếu mà các chị người đậm nhá, đến 58, dưới 59 cân mặc cho em size M. Và 63 cân đổ về các chị mặc cho em size quần này là size L. Em đang mặc quần này là size M. Đấy ạ, nên chị nào lấy chốt đơn. Chân váy nâu mã mấy em? Chị Quỳnh Anh Nguyễn ơi, em có lên chân váy nâu đâu. Em đang lên quần là mã M1 mà chị Quỳnh Anh Nguyễn Võ. Chị Quỳnh Anh Nguyễn Võ không biết chân váy nâu là chị đang comment ở mã nào đấy ạ, ở bài like nào đấy ạ. Em đang mặc ở đây là quần mã M1 các chị nhá. Hàng của em Nga nó là quần vải Âu siêu cấp. Cạp của nó là cạp kéo khuy sườn như thế này. Đấy ạ, nên chị nào lấy thì chốt đơn. Quần có mức giá là 580.000 cho ai thích quần siêu cấp ạ. Chị Mai Hoàng là bao nhiêu cân? Chị nào thích thì cứ chốt đơn nhá. Chị nào treo sau em
chân váy nâu là chân đấy là 730.000 chị ơi, quần chân váy siêu cấp là 730 ạ. Đấy ạ, chân váy siêu cấp là 730.000 nhá chị Quỳnh Anh Nguyên Võ, 730.000. Đấy ạ. Chị Mai Hòa 1m50 nặng 2 cân ạ. 1m50 là nặng 52 cân, chị cho em vòng eo đi ạ. 1m50 nặng 52 cân cho em vòng eo. Đấy ạ. Chờ em chút xíu nhá các chị nhá. Đấy ạ, còn áo em đang mặc này, em lên áo luôn này. Đấy ạ. Em tranh thủ tối nay, tại vì từ giờ đến 30 tháng 4 ấy, chắc em tranh thủ một số những cái ngày em live sale một số những cái mã cho các chị yêu. Tức là những cái mã này khi em sale rồi ấy, thì có nghĩa là em sẽ không về nữa. Đấy ạ, em sẽ không về nữa và em sẽ không bù nữa. Đấy ạ, cho nên những chị nào mà đang kiếm tìm cho em, đặc biệt là cái quần em đang mặc, quần này thì siêu thích luôn. Năm nay các chị mà tìm những cái quần như em đang mặc thì không phải ở đâu cũng có đâu. Bởi vì cái quần này này nó rất là ít, năm nay đa số nó là cặp chun nhiều, các chị sẽ thấy là cặp chun nhiều. Nhưng mà để kiếm tìm một cái quần cặp Âu như thế này, kéo khuy như thế này. Đấy ạ, và đặc biệt là cái quần này của em Nga, cái quần của nó là vải diện quần Âu ấy và thiết kế kẻ ấy, thì nó lại rất là hiếm, mặc lên nó rất là sang, cực kỳ lịch sự và rất là đẹp luôn. Tông màu của nó là tông màu nâu các chị nhá. Đấy, nhìn nó rất là tây như thế này. Các chị mặc lên cho em Nga cực kỳ xinh. Đấy ạ, quần chị thường mặc sợ mờ. Không, chị cho em vòng eo đi. Bởi vì cái quần này của em Nga nó là kéo khuy, cho nên chị đo em vòng eo em mới chốt được. Quần này của em Nga ví dụ như eo của chị khoảng tầm 73 thì em mặc cho em quần này size S. Mà chị cao 1m50 mà nặng 52 cân ấy, vòng eo của chị là khá đậm ấy, thì chị đẩy size M. Nhưng mà nếu như mà chị đẩy size M ấy, chị mà giữa size như vậy thì cốt nhất quần này chị bỏ qua. Bởi vì sao? Bởi vì ví dụ như chị cao 1m52, chị nặng 50 chị cao 1m50, chị nặng 52 cân nhá. Nhưng mà ví dụ như là mông đùi chị không đậm và chị không hay quen mặc cái quần Becky rộng thụng ấy, thì chị sẽ không mặc được quần này đâu. Cái quần của em Nga nó là quần siêu cấp, nên khi mặc quần siêu cấp thì các chị thấy nó sẽ khác với phong cách quần thường nhá. Các chị mặc quần siêu cấp ấy, nó sẽ khác với những quần cao cấp, nó khác với những quần thường. Vì phong cách của quần siêu cấp ấy là mặc không ôm bó, mặc thoải mái cho em Nga, giống như các chị mua quần jean siêu cấp ấy. Đấy, khi mà các chị nào mà mua mặc những cái quần siêu cấp rồi, các chị quen rồi ấy, thì các chị sẽ rất là dễ chốt. Còn những các chị nào mà giữa size mà các chị không quen mặc ấy, thì tốt nhất là các chị bỏ qua đừng chốt. Bởi vì hàng siêu cấp nó khác với những cái hàng cao cấp và hàng thường. Đấy ạ, như quần em đang mặc là quần siêu cấp các chị nhá. Và quần này có size S, M, L. Size S là size dành cho chị nào 53 cân với eo khoảng tầm 73. Có nghĩa là cứ vòng eo các chị khoảng tầm 73 đổ về là các chị mặc cho em quần này size S. Chị nào mà có vòng eo khoảng tầm 78, 79 nhá. Đấy ạ, 79 thì mặc cho em quần này size M. Chị nào mà có vòng eo khoảng tầm 83, 84 thì chốt đơn cho em quần này size L ạ. Đấy ạ, chị Toàn Lan cao 1m58 nặng 63 cân mà eo 85 á. Eo 85 mà mặc quần này thì em sợ là vòng eo hơi ôm. Eo khoảng tầm 83, 84 thì được thôi, chứ 85 thì em sợ hơi ôm nhá chị Toàn Lan. Đấy ạ, chị mặc nếu như với cân nặng của chị cao 1m58 mà nặng 63 cân thì mặc quần này cho em size L. Đấy ạ, nhưng mà vòng eo của chị là 85 thì em sợ hơi ôm. Áo em Nga đang mặc đây là sẽ là mã M2 này. Rồi, quần chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Còn bây giờ em sang áo. Áo thì em sale cho các chị với mức giá này. Áo này em sale cho các chị là 219.000. Em sale cho các chị nốt là 219.000. Em còn có mỗi mấy cái thôi, nên em sale lốt cho các chị mức giá là 219.000. Em có một chiếc màu trắng, hai chiếc màu đỏ và một chiếc màu đen. Chị nào muốn sở hữu chiếc áo em đang mặc thì comment hộ em áo sẽ là mã M2. Em sale cho các chị với mức giá là 219.000 nhá. Thật sự là giá này thì các chị không phải nghĩ nữa, sale tặng đấy. Bởi vì hàng của em Nga các chị yên tâm luôn, tất cả đều là hàng loại 1. Thế nên chị nào lấy thì chốt đơn dùm cho em Nga. Quần là M1, áo là M2, áo 219.000, còn quần có mức giá là 580.000. Chị Mai Hoàng eo chị 78, thế thì chị không lên mặc quần này. Tại vì chiều cao cân nặng của chị với vòng eo của chị nó bị lệch nhau thì cốt nhất chị không lên mặc quần này nhá. Đấy ạ, nếu thế chị nên mặc quần cặp chun, không nên mặc quần Âu siêu cấp mà cặp quy như thế này. Đây ạ, còn chiếc quần em đang mặc ở bên trong đây này. Đây là một cái chiếc quần, nếu mà quần chip này nhá, em giới thiệu sơ sơ về quần chip mã bên trong M3. Áo em đang mặc là M2. Áo 48 cân mặc được cho em Nga nhá. Áo này free size 48 cân mặc thoải mái hộ em ạ. Áo em có một chiếc màu trắng, hai chiếc màu đỏ và một chiếc màu đen thôi. Đấy ạ, chị Uyên Nhi Bùi một chiếc màu đỏ em chốt đơn này. Chị Uyên Nhi Bùi một chiếc màu đỏ em chốt đơn. Áo thì em có 4 chiếc thôi ạ. Áo em có 4 chiếc, hai đỏ, một đen, một trắng. Áo 219.000. Còn chiếc quần em đang mặc M3 là bên trong nhá. Hôm qua em mặc cho các chị là màu be đúng không? Hôm nay em mặc là màu đen này. Cái quần em đang mặc này, cho em từ một cái quần hộp chip. Đấy, màu đỏ cho chị Hoa Sứ áo M2. Chờ em chút xíu để em giới thiệu cái chiếc quần này.
Em giới thiệu lại một chút xíu cho các chị thôi vì đang tiện trên người. Ok chị Hoa xuống một áo màu đỏ nữa này em hết này. Chị Toàn Nguyễn là chị cao 1m62 nặng 62 cân. Chị đang hỏi em cái gì ở chị Toàn Nguyễn ơi? Chị đang hỏi em về quần hay về áo ạ? Nếu mà áo cao 1m62 nặng 62 cân vừa nhá, nhưng mà chị đã hỏi quần thì quần cao 1m62 nặng 62 cân thì mặc quần này cho em size L. Chị một áo trắng gì đấy ạ? Một áo trắng cho chị Ngọc Hà đúng không? Chị Hương Lê một áo màu đỏ em thì ở chế độ dự phòng chị Nguyễn Thủy. Áo này của em Nga là free size ạ. Chị áo này bây giờ em áo trắng em chỉ có một chiếc thôi, em chốt cho chị gì đấy ạ? Chị Hà Ngọc là em hết áo trắng này. Chị Nguyễn Thúy áo trắng M2 chế độ dự phòng, chị Mai Trinh áo M2 chế độ dự phòng, em còn một chiếc màu đen duy nhất nữa. Đấy ạ. Còn quần em đang mặc M1 size S cho chị Hồng Hải Quân này. Quần là 580.000 nhá. Quần là 580.000, quần này của em là quần siêu cấp. Quần này của em sale là quần siêu cấp. Đấy ạ. Nên là những quần siêu cấp này thì đấy, nhưng không phải là ai em cũng chốt đâu. Mặc dù các chị cho em cân nặng với vòng cao, nhưng mà quần siêu cấp này nếu như các chị không chính xác về vòng ấy thì là em cũng không chốt đâu. Đấy ạ. Nên là các chị nào phải quen mặc hàng siêu cấp rồi, các chị biết mặc hàng siêu cấp chất lượng nó như thế nào rồi. Bình thường những cái quần này các chị mua ở trên thị trường các chị biết. Còn này hôm nay em còn có vài cái thôi, em sale cho các chị đấy ạ. Hiện tại em còn đủ size ML. Chị nào lấy quần thì nhanh tay chốt đơn, mức giá là 580.000. Còn chiếc quần em đang mặc ở bên trong này, đây là một cái chiếc quần chip gen nhá các chị nhá. Chip gen, nhưng mà gen này thì em đã quay cận chất cho các chị rồi đấy ạ. Và hôm qua em cũng có mặc rồi. Hôm qua em mặc cái tông là tông màu da đúng không ạ? Hôm nay em mặc ở bên trong là tông màu đen này, các chị nhìn này. Khi mà em mặc cái quần này em thấy thực sự là rất là sướng. Bình thường nếu như em không mặc những cái quần như thế này này, mà khi em mặc những cái quần Âu này, đấy ạ, quần chị Toàn Nguyễn là mặc cho em size L, cao 1m62 nặng 62 cân thì mặc quần này cho em size L chị Toàn Nguyễn nhá. Cao 1m62 thì nặng 62 cân thì mặc cho em quần này size L. Chị Hà Ngọc là lấy màu đen à? Chị Hà Ngọc lấy màu đen thì màu trắng chốt cho chị Nguyễn Thúy á. Ok ạ. Chị Hà Ngọc là lấy áo màu đen này, em chốt áo màu đen cho chị Hà Ngọc. Vậy thì áo màu trắng em đang mặc, em chốt cho chị Nguyễn Thúy nhá. Em chốt chị Nguyễn Thúy, còn chị Mái Trinh ở chế độ dự phòng nhá. Chị Nguyễn Thúy lấy áo màu trắng thì ok lại dùm em nhá. Đấy, áo là 219.000. Cái quần em đang mặc ở bên trong em giới thiệu lại một chút xíu nhá. Nó là một quần chip gen, cặp cao như thế này. Đây ạ, các chị nhìn dù em này, cặp cao như thế này. Đây, các chị nhìn dù em nhá, em mặc xong á, thực sự ấy. Đây, các chị ngắm dùm em này. Mặc vào á nó ghen cái bụng vô cùng. Đây ạ, em kéo cái khóa sườn một chút xíu đây. Cái quần của em Nga là quần khóa sườn. Nên là khi mà mặc vào các chị thấy nó tự dưng, các chị thấy không ạ? Bụng của em nhá, nó gọn hẳn đi. Mặc lên tự tin vô cùng. Đấy ạ, quần thì có duy nhất một màu thôi chị Trần Thị Huyền ạ. Tí nữa thì mã khác thì em sẽ có màu khác, bởi vì quần này hôm nay là em sẽ lên cho các chị một số những mã quần Âu siêu cấp. Đấy ạ, hàng sale cho các chị. Đấy ạ, và khi mà các chị mặc lên này, các chị nhìn này. Bụng của em mặc lên ấy, nó cải thiện hẳn mấy xăng luôn, để em cảm giác là cái bụng của em nó thoải mái nhá. Đây, các chị nhìn hộ em này. Đấy, mặc lên nó cực kỳ tự tin và thoải mái, mặc lên nó rất là sướng. Và quần này thì toàn bộ chị tưởng hết trắng cho chị trắng. À thế là chị Ngọc, à chị Hà Ngọc. Thế chị Hà Ngọc vẫn được màu trắng này. Đấy, cho nên là cái quần này này mặc lên cho em Nga ấy, khi mà các chị mặc cái quần chip gen. Đấy ạ, mã M3 này nha các chị nhá. Cái này của em Nga sẽ là mã M3. M3 này thì một set, một hộp của nó sẽ gồm hai chiếc quần, một da và một đen như thế này. Em bán là 180.000 một hộp. Chị nào lấy một hộp thì có giá là 180.000. Quần này em bán để giới thiệu cho các chị yêu. Sau này các chị khi mà các chị mặc rồi, các chị sẽ thấy rất rất thích. Sau này các chị để ý, đa số em lên like, các chị sẽ thấy để ý em sẽ hay mặc cái quần này. Tại vì khi em mặc quần này ấy, em thấy sau khi mà em trải nghiệm quần này xong này, là em cảm giác em nghiện. Sau khi em trải nghiệm cái quần chip này này, là sau khi em trải nghiệm xong là em nghiện cái quần chip mã M3 em đang cầm trên tay. Bởi vì sao? Mặc tự tin, mặc thoải mái, mặc cả ngày được cho em Nga. Và mặc rất là thích luôn. Và khi mặc lên trên nai, đương nhiên khi mà bụng em nhỏ đi đúng không ạ? Eo em nhỏ đi, em mặc đồ lên chắc chắn là nhìn nó sẽ ổn hơn rất là nhiều đúng không ạ? Ổn hơn rất là nhiều. Bởi vì người em thì là bụng to, mông to, đùi to. Đấy ạ, nhưng mà cái quần này thì nó lại ghen đúng cái phần bụng cho chị em mình. Nhưng mà cái những cái phần ở phần thân dưới này của chị em mình này, thì chị em mình mặc nó vẫn là cứ thoải mái và rất là mát các chị nha. Nó không bị khó chịu cơ các chị ạ. Bởi vì cái phần thân quần đấy thì nó lại là quần lụa. Cho nên là khi chị em mình mặc cả ngày nó không bị bí rít, nó đúng như quần chip vậy. Đấy ạ. Ok, chị Toàn Nguyễn một quần size L em chốt đơn này. Chị Toàn Nguyễn một quần M1 size L em chốt đơn. Đấy ạ, quần em đang mặc là M1 nhá, size L. Đấy ạ. Cho chị Toàn Nguyễn, đây các chị nhìn hộ em nhá. Cái quần này là M3, đây. Chị nào mà còn chưa sở hữu cái M3 này thì các chị nhanh tay chốt đơn dùm em Nga. Quần này em bán là
một hộp có mức giá là 180.000, hai hộp thì 350.000. Và em nếu mà chị nào chuyển khoản thì được free ship khi mà mua từ hai hộp, còn một hộp thì không được nha các chị nha. Còn chị nào lấy ba hộp thì có giá là 520.000 đấy ạ, và được miễn phí ship đấy ạ. Nên chị nào lấy thì chốt đơn sau này, các chị sẽ thấy cái quần chip này của em Nga các chị sẽ gần như là mặc thường xuyên, mặc hàng ngày được cho em Nga luôn, bởi vì nó không bị bí nóng và cực kỳ thoải mái mà mặc lên cực kỳ sướng các chị nhá. Đây này, toàn bộ cái phần mà chị em mình, đây là phần thân sau, phần mông nhá các chị nhá, thì nó là lụa như thế này. Và cái phần thân, cái phần mà với cái phần mà khi chị em mình mặc vào cái ngấn đùi của chị em mình ấy, thì nó lại pha len mềm, cho nên mặc lên nó vừa mát vừa thoải mái vừa dễ chịu đấy ạ. Nâng đằng sau thì nó chỉ có một đoạn ghen như thế này thôi, và đằng trước thì nó có một cái phần ghen đúng từ phần bụng của chị em mình lên, cho nên cái quần này chị em mình mặc cả ngày không thấy khó chịu và bí rít, mặc lên cực kỳ sướng đấy ạ. Đây, nếu như mà chị nghĩ là cái quần này nó bị quặn thì từ nãy đến giờ em đứng lên em ngồi xuống như thế này thì nó đã phải quặn rồi đúng không ạ? Em đứng lên em ngồi xuống với chiếc quần như thế này thì chắc chắn cái quần bên trong, nếu như mà bên trong nó bị quặn thì nó đã quặn từ nãy đến giờ, nó phải tụt xuống dưới rồi. Đấy ạ, cái quần đấy các chị nhá. Đây, đúng ạ, nếu như cái quần M3 em đang mặc cái này, từ nãy đến giờ em đứng lên ngồi xuống rất nhiều cho các chị rồi, thì nếu như nó bị quặn thì nó đã phải tụt xuống tận dưới đây cho em ra rồi đúng không ạ? Cho nên cái quần này các chị không phải nghĩ luôn. Đấy ạ, nên chị nào muốn sở hữu chiếc quần M3 nhá thì nhanh tay chốt đơn cho em Nga là M3. Em có size M, size L, size XL dành cho các chị đến 66 cân đổ về em chốt đơn. Đấy ạ, quần này ấy em đang về bù, mà em bù với số lượng cực kỳ lớn để làm sao ạ? Quần này em về ạ. Quần này em về bởi vì sao? Em đảm bảo em sẽ bán quanh mùa hè này cho các chị. Nếu như mà nói thật sự là sang năm nó vẫn có nghĩa là cái quần này em sẽ cố gắng để về cái số lượng gọi là nhiều để cho các chị đã, lúc nào các chị muốn thích, các chị muốn mua là nhà em có. Bởi vì sao? Quần này mặc siêu sướng, các chị cứ thoải mái. Đấy, em giới thiệu cho các chị trải nghiệm. Còn sau này khi mà các chị mà đã thích rồi á, các chị lúc nào các chị nhắn thì các chị báo, trừ khi lúc nào hết em lại bù, hết em lại bù. Bởi vì quần này thì mặc cực kỳ nghiện. Lên hộ em là M3 nhá. Ok chị Nguyễn Thị Lượng, quần của em Nga có size M, size L, size XL. Các chị lấy về size như sau. Đấy ạ, các chị lấy về size đúng như form chuẩn luôn ạ. Ví dụ như quần chip M3, nếu mà chị nào khoảng tầm 55-56 cân ạ, muốn mặc gọn một chút xíu, 56 cân, các chị muốn mặc ôm đấy ạ, và người dưới các chị nhỏ hơn một chút xíu, các chị chỉ có bụng thôi đấy ạ, các chị muốn mặc gọn thì các chị lấy cho em Nga là 55 dưới 56 cân mặc M, từ 60 đến dưới 61 cân mặc L, và dưới 65-66 cân thì mặc cho em quần này sẽ XL nhá. Em có đến tận XL cho các chị 65-66 cân và mặc siêu sướng, các chị mặc xong là nghiền đấy các chị. Em đảm bảo các chị mặc xong là nghiền giống như em đây này. Đấy ạ, nghiền giống như em đây này. Thực sự thích luôn, nên chị nào lấy chốt đơn. Một hộp có 2 quần, mức giá là 180.000 một hộp, gồm 2 chiếc các chị nhá, một đen, một da. Đấy, nó đóng nguyên hộp như thế này. Và hàng của em Nga là hàng chuẩn, nên chị nào lấy thì chốt đơn. Chị nào lấy 2 quần thì có giá là 350.000, chị nào lấy 3 quần là 520.000, và được miễn phí ship khi mua từ 3 hộp. Đấy, chị nào lấy 3 hộp nhá, một hộp gồm 2 quần, một hộp có mức giá là 180.000, chị nào lấy 2 hộp là 350.000, chị nào lấy 3 hộp là 520.000 và được miễn phí ship ạ. Em có size M, size L, size XL, chị nào lấy comment hộ em đúng cú pháp là M3 em chốt đơn nhá. Giới thiệu lại quần cho các chị một chút xíu. Rồi ạ, còn quần em đang mặc là M1, mức giá là 580.000. Chị nào muốn lấy quần M1 của em Nga thì comment hộ em đúng cú pháp là M1, mức giá là 580.000 đây ạ. Quần em đang mặc đây 580 nhá. Rồi em đang mặc cái áo này là M4 nhỉ. Rồi, em đang mặc màu đen cuối cùng này. Áo em đang mặc em còn màu đen trước cuối cùng, 219.000, chị nào lấy thì chốt đơn. Đấy ạ. Áo em đang mặc kết hợp với quần chị xem. Em mặc áo đen đây, em mặc áo đen luôn đây ạ. Đấy ạ, chị nào lấy quần M3 cứ chốt đơn M3 nhá. Comment hộ em đúng cú pháp M3 em chốt đơn. Chị Hà VT là chốt M3 sẽ XL mấy hộp ạ? À? Còn chip nào mà chưa sở hữu cái áo chip thần thánh của nhà em Nga nữa thì lên cho em M4. Đây ạ, áo M3 màu đen đây các chị nhá. Đây, em đang mặc cái áo chip thần thánh á. À không phải áo thần thánh mà áo gọi là nữ hoàng áo chip. Em phải đặt cho nó là cái áo hoàng nữ chip đây này. Gần như lúc nào em cũng mặc cho các chị luôn. Gần như lên mai lúc nào em cũng mặc cái áo chip em đang mặc đây các chị nhá. Cái áo chip này này. Đây để em giơ cho các chị đây này. Cái áo chip này của em Nga này. Đấy ạ. Đây cho chị một cái cặp áo chip nữa. Đấy, chị nào mà lấy quần ghen thì các chị lấy quần ghen, còn nếu không thì các chị có thể lấy thêm áo chip cho em nha. Đấy, áo chip của em đây.
Đây được gọi là nữ hoàng áo chip. Em có đủ size 36, 34, 36 và 38. Đấy ạ, và nó chỉ có hai màu thôi. Cái áo chip này thì gắn liền với em từ khi em bắt đầu bán áo chip các chị nhá. Đây là mã áo chip mà nâng ngực. Đấy ạ, dành cho những chị nào ngực nhỏ, ngực to. Mà em bán từ khi em bắt đầu bán áo chip thì chính là em bán cái áo này đầu tiên. Và em mặc nó từ đấy cho đến giờ. Có nghĩa là cứ khi nào mà hết cái thời kỳ ấy, tức là quần đồ chip của chị em mình là phải bán theo định kỳ đúng không? Mặc theo định kỳ. Cho nên cứ định kỳ, hết định kỳ mà khoảng tầm thường là các chị em mình là 3 đến 6 tháng là phải thay đồ chip một lần đúng không? Thì cứ định kỳ như thế là nhà em thay một lần. Và cứ thay là em cứ có nó là em lại thay chính nó luôn. Đấy, có nghĩa là trong tủ quần áo của em thì đương nhiên nó sẽ có nhiều những cái đồ chip khác nhau. Nhưng mà riêng cái mẫu này này thì không bao giờ là em không có, lúc nào em cũng có. Và đa số các chị thấy em khi em lên trên live em đều mặc nó. Bởi vì sao ạ? Mặc cái áo chip này em mặc quanh năm suốt tháng, mặc từ đông sang hè, mặc từ nói chung là mùa xuân lúc nóng nhất em cũng không cảm giác nó bị bí bách. Và cái bản quai của nó thì bản quai to các chị nhá. Cho nên là ví dụ như ở đây này em có mỡ thừa, ngấn thừa thì khi em mặc vào cái bản quai của nó sẽ giúp em che hết mỡ thừa, khuyết điểm của em đi. Và thứ hai là ngực em nhỏ, đấy, ngực em nhỏ em không có ngực, thành ra là nó nâng ngực cho em nha, nó nâng ngực. Và đặc biệt là em thích kéo chip này bởi vì sao ạ? Nó không có góc. Kéo chip này là M4 đi các chị nhá, hôm nay em giới thiệu luôn. Đây, đang mặc cả cặp tiện giới thiệu cái quần siêu thích này, giới thiệu luôn cái áo siêu thích này luôn. Thì cái này này, cái bản này này của nó ấy, thì nó không có góc. Đấy ạ, cho nên chị em mình thoải mái quay trong máy giặt. Và khi mà không gọng ấy thì nó không bao giờ nó chị em mình bị cảm giác là đâm vào ngực. Đúng ạ, thường mà có gọng ấy, chị em mình mà cứ dụ như là chị em mình mà lười giặt chẳng hạn, quay vào máy giặt đúng không? Sau đấy cái gọng nó bị bẻ và chị em mình cứ hay cài vào đây này thì nó lại cứ bị đâm vào cái ngực của chị em mình và cảm giác nó rất là đau đúng không? Nhiều chị mà hoặc là nhiều chị nếu mà chị vào mặc áo có gọng rồi các chị biết đa số là nếu mà không để ý là kiểu gì cũng sẽ bị đâm vào cái phần thịt của chị em mình và thấy rất là đau đúng không? Cho nên cái áo chip này của em Nga nó không có gọng. Nhưng mà không có gọng nhưng nó lại nâng đẩy tốt các chị nhá. Nó dành cho những chị nào ngực nhỏ, ngực vừa mặc rất là thích. Và cái thứ tư của nó, cái chiếc áo này các chị nhìn hộ em này. Cái phần áo này này, sờ vào ấy, cái quả của nó rất là thật. Cái quả áo chip này nó rất là thật các chị nhá. Nó siêu thật luôn, sờ nó rất là sướng, nó mềm, nó nhẹ. Tại vì thật ra ngực mình không có ngực, đúng không ạ? Và giống như những người khác ấy, nói chung là nhiều người ấy, người ta sẽ đi làm ngực. Nhưng mà như em là em sợ chết lắm. Em làm trong ngành y nhưng mà em sợ chết lắm, em nói thật sự luôn. Đấy, em nói thật là em làm trong ngành y nhưng em sợ chết lắm các chị ạ. Em không dám làm ngực, tất cả mọi thứ ở trên chi tiết trên người em là em không có dám gì mà động vào do kéo đâu các chị ạ, sợ lắm. Đấy ạ, mặc dù là bây giờ công nghệ tiên tiến nhưng mà mình cứ hạn chế nhất cái gì mà động vào dao kéo. Đấy ạ, cho nên là em chỉ thấy là cái này nó thật, đấy ạ, mặc nó thật này và mặc nó gọn này, nó nâng đẩy ngực cho mình cực tốt này. Và ngoài ra cái thiết kế của nó nha các chị nha, bên trong của nó này, cái đệm của nó là đệm hơi như này. Đây các chị này, cứ ấn vào nó sẽ tự đẩy ra. Đấy, ấn vào nó tự đẩy ra cho nên nó không bao giờ bị móp quả, nó không bao giờ bị ẹp quả. Đấy ạ, cho nên là cái nó đẩy nâng đẩy rất là tốt. Ngoài ra các chị nhìn cái lỗ thoáng của nó này. Đấy ạ, nó có hàng vô vàn những cái lỗ thoáng ở trên cái phần mà ở bên trong cái phần ngực cho chị em mình. Nên là khi mà mặc lên ấy nó vừa thấm hút mồ hôi và nó rất là thoáng cái quả này cho em Nga. Đấy ạ, ngoài còn cái tiếp theo nữa các chị nhá. Thực sự là cái áo chip này em nói thật sự luôn. Vì em mặc nó cho đến khi mà em bán đến bây giờ là bao nhiêu năm đúng không? Em bắt đầu bán cái áo chip này bao nhiêu năm thì bây giờ em mặc nó đến bấy nhiêu năm rồi. Cho nên là để nói về cái áo chip này có khi em đứng em cứ nói mãi cũng được. Em nói thật sự luôn ấy. Tại vì mình mặc nó hàng ngày cho nên nó như thế nào là mình biết hết. Đấy ạ, nó như thế nào là mình biết hết đúng không ạ? Đấy ạ. Và ngoài ra các chị nhìn hộ em nhá, cái đường liền này này. Đấy ạ. Ví dụ như ngực chị em mình nó có nét đúng không? Nó nâng đẩy ngực của chị em mình lên. Nhưng mà nó có cái đường viền này ấy, thì nó giúp cho cái khe ngực của chị em mình nó không bị hở. Mặc lên nó vừa đẩy nâng ngực nhưng mà nên quả nó rất là đẹp các chị nhá. Thực sự là rất thích. Đấy ạ. Và bản ren thì ren mềm. Nói chung một chiếc áo chip không có điểm gì để chê cho em Nga. Mã chip này lên đơn cho em Nga là M4 ạ. Em bán này combo hai áo mức giá là 350.000, em có size 34, 36 và 38. Em được gọi nó là, đến bây giờ thì em gọi nó là nữ hoàng áo chip. Tức là em bán từ năm em bắt đầu em bán áo chip cho đến bây giờ chắc phải tầm 4-5 năm rồi. Và đến bây giờ thì em đặt cho nó là nữ hoàng áo chip bởi vì chưa có mẫu nào mà đi gắn liền với em, năm nào nó cũng về như mẫu áo chip này. Đấy, nên chị nào lấy áo chip thì nên hộ em là M4 nhá. Rồi, chị nào lấy quần gen em đang mặc thì nên hộ em là M3.
Em đảm bảo cái quần gen này nếu như mà năm nào nó cũng về, em cũng sẽ về bán cho các chị y xì như cái áo chip này. Bởi vì mặc nó sướng vô cùng luôn. Cho nên nếu như cái quần gen này chị nào mà chưa mua thì mua đi. Đấy ạ, hôm qua em mặc màu be nhé, hôm nay mặc màu đen cho các chị này. Mặc lên cực kỳ gọn. Đấy ạ, các chị nhìn em mặc quần này. Đấy ạ, mặc lên nó gọn eo cho nên là tự dưng cái vòng eo quần của mình nó cũng được rộng ra. Nên là mặc nó tự tin vô cùng. Chị em mình mặc đồ mà mặc nên là đúng không? Nó bụng nó thoải mái như thế này. Chị em mình có tự tin không? Quá tự tin đấy chứ ạ. Nó được cải thiện, chị em mình chỉ cần là đúng không? Không phải là không phải dùng dao kéo này, không phải đi hút mỡ bụng này đúng không? Không phải nhịn ăn này mà mặc mỗi cái quần gen vào nó giảm cho chị em mình 1 xăng hay 1 xăng rưỡi. Đương nhiên cái quần này của em Nga nó không phải là siêu kiểu gen lịt theo cái kiểu mà lịt cực như thế này vào đâu các chị nhá. Nó không phải là gen lịt như này xong chị em mình không thở được. Kiểu là cho những chị là kiểu muốn mặc gen ý thì không phải là loại đấy. Nhưng cái quần này khi chị em mình mặc vào ấy nó cải thiện cho chị em mình đấy ạ. Khoảng tầm 1 xăng xăng rưỡi là chị em mình đã thấy sướng rồi mà mình không phải nhịn ăn đúng không ạ? Không phải hút mỡ bụng, không phải gì nữa. Em nói thật sự là mà lại mặc tự tin thì chả có nghĩa lý gì mà không sử dụng nó đúng không các chị? Đấy ạ, nên chị nào đấy thì ghi nên hơn hộ em quần chip là M3. Áo em đang mặc là M2, còn một chiếc màu đen, còn áo chip em vừa giới thiệu là M4 các chị nha. Mức giá cho em Nga là 350.000 một đôi. Đấy ạ, quần chip thì 180.000 một hộp, 350.000 hai hộp. Đấy ạ, và chị nào lấy thì 3 hộp là 520.000, em miễn phí ship. Đấy ạ, chị nào lấy thì cứ comment hộ em đúng cú pháp M3. Quần Âu em đang mặc là M1, áo em đang mặc là M2. Rồi, đấy ạ, giới thiệu sơ sơ một chút xíu bởi vì thực sự là cái đồ bên trong các chị sẽ để ý mặc rất là thích đây. Em mặc cả cây này, các chị nhìn thấy không ạ? Mặc xong hôm nay các chị thấy không ạ? Khi mà em mặc cái quần ren này, các chị thấy này, người em gọn không ạ? Mặc tự tin luôn các chị nhá. Gọn gàng nhẹ nhàng mà mặc tự tin, mặc lên nó nhẹ lắm, mặc lên không như không mặc ấy, mặc quần chip ren mà như không mặc ấy các chị nhá. Nên chị nào đấy thì chốt đơn ạ. Comment hộ em đúng cú pháp này em chốt đơn nha. Áo em đang mặc là M4, quần ở bên trong mặc là M3. Có nghĩa là trên người em trừ em Nga ra em không bán, giày em cũng có bán. Đấy ạ, đôi giày bán. Đồ bên trong mặc là đều bán hết ạ. Và bên ngoài cũng bán hết. Có nghĩa là hôm nay trên người em trừ em Nga ra em không bán, còn cái gì cũng bán các chị nhá. Chị nào lấy thì cứ chốt đơn dùm cho em Nga. Comment hộ em đúng cú pháp em chốt đơn. Mặc là mê, mặc là nghiện đấy ạ. Đấy ạ, nên chị nào lấy thì chốt đơn. Đấy ạ, cái áo chip em đang mặc thực sự là không dám dơ cho các chị đây ạ. Các chị nhìn thấy cái ven ven này là các chị biết là cái đường riềm của áo chip rồi đúng không? Đây, em chỉ dám ở hở như thế này thôi là các chị biết đường riềm của áo chip rồi. Đó, các chị yên tâm luôn, em mặc từ khi em bán cái áo chip này luôn. Chị nào lấy thì chốt đơn nhá, comment hộ em đúng cú pháp là M4 ạ. Chị Hà Ngọc là cho chị hai áo chip, chị nặng 54 cân ạ. Áo chip thì các chị lấy size cho em như thế này ạ. Size cho em Nga là 34, 36 và 38 các chị nhá. Áo chip thì các chị lấy theo size cho em Nga. Chị nào mặc áo chip size gì thì chốt size đấy. 34 tương đương với 75, 36 tương đương với 80 và 38 tương đương với 85 các chị nhá. Các chị mặc áo chip size gì thì lấy cho em size đấy. Bởi vì áo chip nó liên quan đến vòng ngực chứ nó lại không liên quan đến cân nặng, chiều cao. Đấy, chỉ có quần chip của em Nga nó có size ấy. Cái quần này nó có size thì bởi vì nó phần gen, nó là liên quan đến phần gen bụng. Cho nên em tư vấn theo size, em có thể tư vấn theo cân nặng đấy ạ, và tư vấn theo phòng eo của các chị đối với quần chip gen được. Nhưng đối với này áo chip thì các chị lấy theo size ngực của các chị. Đấy ạ, size ngực của các chị nhá. Nên chị nào lấy thì chốt đơn. Đấy ạ, đây là quần gen này. Đây, em dơ luôn cái mã quần gen này. Các chị cứ lấy cái đây, em đang mặc đúng một cặp như này trên người luôn. Mặc siêu sướng, chị nào cứ ngực nhỏ này, ngực nhỏ, ngực vừa, chốt đơn cho em cái áo chip gọi là nữ hoàng áo chip này. Bởi vì em bán đến giờ là 4 đến 5 năm nó đi theo suốt em. Các chị biết là em mặc nó suốt đến 4-5 năm nay rồi, thì các chị biết là nó phải thích như thế nào để em Nga có nghĩa là lúc nào cũng mặc. Đấy ạ, và lúc nào cũng mặc nó. Đấy ạ, còn cái quần chip gen này thì thực sự là sau khi em trải nghiệm xong, bởi vì cái quần này ấy, em phải thực sự em trải nghiệm em mới dám lấy nhiều. Các chị biết rồi, nếu mà một cái đồ mà với mức giá là 180.000 một độ một hộp nhá, gồm hai quần, có nghĩa là tính ra mỗi một cái quần nó là 90.000, đấy là giá em bán cho các chị rồi đúng không? Các chị mua bên ngoài thì đắt hơn, chắc chắn những quần gen các chị bên ngoài rất là đắt luôn ấy ạ. Đấy ạ, cho nên là khi mà em phải trải nghiệm với quần này, sau đó thì em mới nhập số lượng. Bởi vì sao? Và em khẳng định với các chị là quần này sau này các chị sẽ cực kỳ thích mặc quanh năm suốt tháng mùa hè cho em Nga, mặc mùa đông sang hè. Cứ lúc nào các chị thích mà mặc, chắc chắn các chị sẽ mặc cái quần này, em đảm bảo luôn ấy ạ. Nên chị nào lấy thì chốt đơn cho em quần
chip là M3 nhá, em bán là 180.000 một hộp, hai hộp 350.000 và ba hộp là 520.000. Nên khi mua từ ba hộp ạ, đủ size ML, XL em chốt đơn nhá. Và quần này thì các chị nào mà xem lại like, các chị cứ inbox vào trong trang, hoặc là lúc nào các chị cần mua cho người thân, các chị cứ inbox, bởi vì quần này em sẽ về, và em về gần như là cứ hết này em sẽ về bù cho các chị, bởi vì chắc chắn em sẽ bán quanh năm suốt luôn. Bởi vì quần này khi em đã mặc, em đã trải nghiệm này rồi thì nó không khác gì cái áo chip này. Đấy, em nó sẽ không khác gì áo chip này luôn. Đấy, cho nên chị nào lấy cứ tự tin ạ, tin em đi. Cứ cái này ạ, nếu mà các chị mà chưa cảm giác chưa yên tâm, lấy một hộp cho em trước. Sau khi về mặc nghiền rồi, lúc đấy mua hai hộp, mua ba hộp cất đi thoải mái luôn cho em nha. Bởi vì nhiều khi có những chị nhá, các chị phải mặc có khi cả tuần. Khi mà các chị đã mặc quần ghen ấy, mà các chị thích rồi ấy, có khi các chị mặc cả tuần. Mà cả tuần thì đương nhiên hai cái quần không thể mặc cả tuần được, mà chắc chắn các chị phải ít nhất 6-7 cái quần, đúng không ạ? Và lúc đấy các chị ít nhất phải 3 hộp. 3 hộp đúng không ạ? Vậy thì rõ ràng 3 hộp, nhưng cái quần này khi chị em mình mặc nó thay quần chip thì đương nhiên là định kỳ chị em mình cũng vẫn phải thay nhá. Đương nhiên quần ghen thì các chị có thể là ví dụ như là tùy các chị mặc đấy ạ, do các chị mặc thôi, các chị sở hữu nó. Nhưng đương nhiên cái quần này chị em mình mặc nó thay quần chip ghen thì đôi khi định kỳ các chị vẫn phải thay. Cho nên đương nhiên những chị nào mà thích các chị chốt đơn, em nói đảm bảo cho các chị tự tin bán M3 và M4. Chị nào mà chưa trải nghiệm thì chốt đơn, khẳng định các chị là mặc M3, M4 nhà em Nga là mặc xong là nghiện như em luôn ấy, mặc xong là sướng ạ. Đấy ạ, cho nên chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Comment hộ em đúng cú pháp là M3. M3 em có size M, size L và size XL các chị nha. Đây, hộp của em đây, hàng VIP đây. Đấy ạ, ngày hôm qua em mặc cho các chị em giới thiệu rồi, hôm nay em mặc quần vải để giới thiệu cho các chị. Đấy ạ, để các chị biết này, còn đôi giày của em đang đi, em lên luôn thành M5 các chị nhá. Đôi giày em đang đi, em lên luôn thành M5 này. Đấy ạ, coi như cả ngày, cả người em bán luôn này. Đấy ạ, giày em đang đi là M5, em có 35, 36, 37, 38. Giày này của em có giá là 620.000. Ai lấy giày nên hộ em là M5. Đấy ạ, ai lấy giày nên hộ em là M5. Ai lấy quần chip thì nên cho em là M3. Quần chip này em phải gọi là đỉnh VIP, tin em đi. Các chị, nhất là khách cũ nhà em Nga, hôm nay xem được like nhà em Nga, mỗi chị phải lấy một, ít nhất là một set đi ạ. Còn chị nào mà đã tin tưởng em vô cùng, bởi vì sao ạ? Em mặc trải nghiệm đây ạ, hôm qua mặc một cái da, hôm nay mặc một cái đen mà hôm trước mặc rồi, trải nghiệm rồi. Và các chị biết rồi, khi mà em đã mặc, em trải nghiệm và em thường, sau này các chị sẽ thấy là bình thường em ít khi em mặc, đa số em chỉ mặc quần chip cốt tông mà trên nai và cạp cao thôi ạ. Nhưng các chị thấy là em bây giờ em đã mặc quần chip ghen này mà em mặc lên trên nai, các chị sẽ thấy thường xuyên em mặc trên nai cái quần này thì chắc chắn nó phải sướng như thế nào. Đấy ạ, mặc nó phải thích như thế nào và nó ghen này. Đấy ạ, mặc này, các chị nhìn này, mặc đến nỗi mà em cũng cảm giác cái quần này, bụng nó thoải mái hộ cho em Nga luôn. Mặc tự dưng mình cảm giác nó rộng với các chị ạ, mặc nó sướng lắm luôn. Các chị mặc quần vào, quần á, xong mặc vào nó chặt nhá, nó chặt bụng với các chị ạ. Chị em mình mặc nó chặt bụng đúng không ạ? Vì thật ra chị em mình sau khi sinh rồi là cái bụng của chị em mình cảm giác lúc nào nó cũng kiểu bụng mỡ mà, mỡ nhiều. Lúc nào cũng mỡ nhiều nên cảm giác nhiều lúc nó rất là kiểu không tự tin. Nhưng mà khi mặc cái quần này các chị thấy này, nó chặt xong rồi nó lại gọn eo, các chị sẽ thấy cực kỳ thích. Đảm bảo là một chiếc quần ghen, em phải gọi là một chiếc quần ghen mà em khẳng định với các chị là chắc chắn không có mã nào vượt qua được cái quần chip ghen nhá. Đây gọi là quần chip ghen chứ không phải là quần ghen, không phải là quần nịt, mà nó là chip ghen, có nghĩa là nó vừa là quần chip của chị em mình mặc hàng ngày được cho em Nga, nhưng ngoài ra cái bản cạp của nó lại là cái bản cạp ghen các chị nhá. Lưu ý hộ em, đây là quần chip ghen, sẽ là một quần chip ghen hot hit nhất, chứ em không nói là quần nịt hay là quần ghen các chị nhá. Quần ghen thì nó lại chuyên dụng về ghen, cho nên là lúc đấy nó không để ý cho chị em mình cái phần thân dưới đâu. Khi mà cái quần chuyên về nịt ý, hoặc là chuyên về ghen ý, thì nó chỉ chủ yếu để ý cho chị em mình cái phần ghen thôi. Nó không mấy khi thiết kế để ý cho chị em cái phần mông chị em mình hoặc cái phần thân dưới của chị em mình. Nhưng cái quần này của em Nga nó gọi là chip ghen, cho nên là cái nhà thiết kế của người ta các chị ạ, nó, họ để ý cho chị em mình từ cái phần mông. Mông cũng mặc nó phải cực kỳ mát, mông mặc nó cũng rất là thoải mái, và phần thân trước này mặc nó cũng rất là nhẹ luôn, nên là mặc nó cực kỳ sướng. Đấy ạ, nó vừa phối chip mà vừa phối ghen, nên là mặc cả ngày được cho em Nga, trừ lúc đi ngủ thì chị em mình thích thì chị em mình thay đồ thôi. Đấy ạ, còn lại là mặc cả ngày cho em Nga vẫn cứ sướng, nên các chị tự tin mà lấy cho em Nga là M3. Một hộp gồm 2 quần 180.000, một hộp 2 quần, 2 hộp có giá là 350.000 và 3 hộp là 520.000. Em chốt đơn nhá. 3 hộp thì các chị mua từ 3 hộp thì em miễn phí ship. Đấy, còn áo chip của em Nga là áo chip nữ hoàng. Áo chip này thì có giá là 350.000 một đôi. Rồi đấy, chị nào lấy thì chốt đơn. Bây giờ em chuẩn bị em qua mã nhá.
Ờ em chốt đi. Comment của em đúng cú pháp em chốt đơn ạ. Chị Duy bảo Kim bảo là M3 size L một hộp ạ. Ok ạ. Chị Trương là M3 size M một hộp ạ. Ok ạ. Chị Nguyễn Thị Thanh là M2 màu đen ạ. Ok ạ. Chị Yến Nhi Trần là M4 size 38 ạ. Ok ạ. Chị Mai Anh là M3 2 hộp size M ạ. Ok ạ. Chị Đông Hồi là M4 size 38 ạ. Ok ạ. Chị Hà Ngọc là M4 size 38 ạ. Chị Vân Phan là M4 size 38 ạ. Ok ạ. Chị Tuyên Thanh là M3 size M một hộp ạ. Chị Thảo Nguyên là M3 XN 2 hộp ạ. Ok ạ. Chị Nguyễn Ngọc Hà là M3 size L một hộp ạ. Chị Ngô Nguyên là M3 XN một hộp ạ. Chị Nguyệt Nương chị chốt M4 chị cho em xin thêm size ạ. Chị Nguyệt Nương chốt M4 cho em xin size nhá. Chị Nguyệt Nương áo chip là M4 phải có cho em size. Em có 34, 36 và 38. Áo chip thì các chị lấy theo vòng nhá. Đấy ạ. Em có hai màu da và đen. Nếu mà các chị nào mà cứ comment mỗi áo chip size thôi thì em sẽ lấy cho các chị hai màu. Còn chị nào lấy áo chip mà hai chip màu da hay hai chip màu đen thì các chị cứ báo em. Đấy ạ, quần chip nha. Rồi. Đấy em qua tất cả các mã em đang bán em đang mặc nhá. Đây ạ, còn áo em đang mặc M2 còn một chiếc màu đen đã chốt cho ai chưa nhỉ? Áo M2 này màu đen này em chốt cho chị nào nhỉ? M2 màu đen là chốt cho chị nào rồi? Là hết áo này. Chị Nguyễn Thị Thanh ạ. Ok, chị Nguyễn Thị Thanh áo M2 màu đen em chốt đơn em hết. Vậy là bây giờ em chỉ còn quần thôi nha. Đấy ạ, trên người em bây giờ em chỉ còn quần giá là 580.000 cho chiếc quần Âu siêu cấp này. Em có size SML 63 cân đổ về em chốt đơn. Chị nào lấy quần em đang mặc thì chốt đơn nha. Chị Mai Hoàng lấy hai áo chip thì cho em size đi ạ. Các chị lấy áo chip thì cho em size nhá. Chị Hương Bùi một M3 một hộp size L ok ạ. Quần nhà em Nga, các chị nào chốt hôm qua rồi là nhà em Nga lên đơn hết rồi nha, các chị yên tâm luôn. Đấy ạ. Nên là hôm nay các chị nào mà chưa lấy hoặc hôm qua chưa xem thì các chị comment thôi. Chị Trần Hoa hai hộp 65 cân ok ạ. Mua hai hộp 65 cân. Hai hộp thì có giá là 350.000 cho chị Trần Hoa 65 cân mặc cho em size hai hộp size 2XL size XL là ok luôn. Các chị mặc xong là nghiện đấy, em nói thật sự. Chị nào mà chưa mua quần chip, ok chị Mai Hoàng size 36, chị Thúy Lê một hộp màu da năm. Chị yêu ơi, quần chip ấy thì nó là một hộp của nó là hai màu, một đen một da. Quần chip thì không được chọn màu ạ. Quần chip không được chọn màu các chị nhá. Quần chip của em Nga là một hộp của nó là một da một đen như thế này. Chỉ có áo chip thì các chị được chọn màu thôi. Bởi vì quần chip của em Nga là nó đóng hộp. Cho nên nó không được chọn màu, bản thân em cũng không chọn màu được. Đấy, quần chip thì không chọn màu các chị nhá. Quần chip này là không chọn màu cho nên chị nào lấy quần chip cứ chốt đơn cho em quần chip này này. Em nói thật chưa bao giờ em gọi là em tìm được một cái quần chip mà em nói thật sự là thích như cái này, quần chip gen. Nó là quần chip gen, chưa có mẫu quần chip gen. Các chị để ý mà xem, trong tất cả những năm em bán hàng quần chip, em bán rất nhiều quần chip, có những quần chip cặp cao gen bụng, nhưng chưa có mẫu quần chip nào mà em khẳng định là thích như cái quần chip này luôn. Mà chưa có quần chip nào mà được em bán, em like từ tối hôm qua em giới thiệu đầu like mà hôm nay em vẫn giới thiệu lại là các chị biết. Mà chưa có quần chip nào các chị để ý không ạ? Bởi vì sao? Hôm qua em mặc nó, hôm nay em cũng mặc nó. Đương nhiên em phải mặc khác màu. Em mặc là cái khác các chị nhá. Hôm qua mặc một cái, hôm nay mặc một cái các chị nhá. Đấy ạ, chưa bao giờ luôn, em nói thật sự luôn, mặc cực kỳ thích. Nên là chị nào lấy thì chốt đơn, em nghiền nó luôn đấy các chị ạ. Mặc xong là nghiền đấy các chị ạ. Mặc xong là nghiền, bởi vì mặc là tự tin các chị nhá, mặc tự tin lắm, mặc sướng lắm luôn. Đấy ạ, nên chị nào lấy quần chip thì chốt đơn cho em quần chip. Chị Thúy Phạm một M3 size L một hộp ok ạ. Cho chị hai áo chip size 36 nhé. Ok chị Nguyễn Hà. Quần kẻ em Nga đang mặc có size gì? Quần kẻ em đang mặc có SML nhá. Đây ạ, em sẽ báo em giới thiệu lại cái quần kẻ của em Nga đang mặc này. Quần này của em Nga cho những chị nào vào sau nhá. Em giới thiệu lại quần kẻ này cho những chị nào vào sau. Vì quần này của em Nga, nếu chị nào đang muốn kiếm tìm cho em Nga một cái quần Âu ấy, quần vải Âu siêu cấp thì các chị chốt đơn cho em cái quần kẻ này. Quần kẻ này em có size S, size M, size L, 63 cân đổ về các chị mặc đẹp cho em Nga. 63 cân ạ, 64 cân nhưng người các chị phải eo các chị phải gọn bởi vì quần này của em Nga là kéo khuy sườn. Đấy, cho nên chị nào mà khoảng tầm 63 cân là các chị mặc đẹp cho em quần này. Em đang mặc quần này size M. Size S cho chị nào 53 cân đổ về mặc S, size M như em đang mặc dành cho chị nào 58 cân mặc M. Chị nào 63 cân đổ về mặc cho em quần này size L. Mức giá quần này của em Nga là 580.000. Đây là quần Âu siêu cấp các chị nhá, bản kẻ cạp của nó đây ạ. Những chị nào mặc cái quần này thì các chị biết rồi. Mặc cực kỳ thích cho em Nga, khuy kéo sườn như thế này. Và cái em này nó là dáng baggy nên là mặc lên nó rất là trẻ và cực kỳ thoải mái. Quần này nó không co giãn, nhưng những chị nào đã mặc quần jean siêu cấp ấy thì các chị biết rồi, nó không co giãn nhưng mặc cực kỳ thích. Nhiều chị bảo Nga ơi, quần siêu cấp quần này của em Nga nó không co giãn, mặc nó có thoải mái không? Em đứng lên em ngồi xuống cho các chị này. Đấy, em đứng lên ngồi xuống em vận động cho các chị này. Được chưa ạ?
đấy ạ. Các chị muốn em vận động bao nhiêu nữa để các chị chứng minh rằng cái quần này của em Nga mặc rất thoải mái, đúng ạ? Nếu mà quần không mặc thoải mái làm sao em dám đứng lên vận động em làm như thế này cho các chị được, đúng ạ? Đấy ạ, các chị nhìn đi ạ. Nếu như một cái quần mà nó không thoải mái, không bao giờ em đứng lên em muốn làm gì hay em như thế nào cũng được. Cho nên cái quần này các chị cứ yên tâm mà chốt, đấy ạ. Mà có giá 580.000 thôi, vì đây là quần Âu siêu cấp nha. Và sau khi em đứng lên ngồi xuống, các chị nhìn cái bản cào của em này, nó có rời đi không ạ? Cái bản quần chip của em Nga mặc bên trong này, nó có bị tụt xuống không ạ? Đây, các chị thấy cái quần chip của em Nga mặc từ nay đến giờ đúng không ạ? Em mặc cạp nó đến đây, các chị thấy em nó có bị quặn xuống không, đúng không ạ? Một số chị hỏi em là cái quần chip này nó có bị quặn xuống không. Đây ạ, các chị có thấy nó bị quặn không ạ? Cạp nó vẫn cứ cao nguyên đến đây thì nó có bị quặn xuống không các chị? Các chị thấy thế nào ạ? Em nói thật, em đã giới thiệu, em phải dùng cái từ là giống như em đang vừa bán nhưng mà vừa review cho các chị một cái mã quần chip gen cực đỉnh. Em phải nói là em vừa bán nhưng mà em phải vừa review cái quần chip gen cực đỉnh này luôn các chị ạ. Cho nên chị nào mà chưa có một cái hộp quần chip gen như em Nga đang mặc thì lên lấy đi, ít nhất là lấy một hộp. Còn nếu không các chị mà tin em rồi ấy, bởi vì em mặc từ nay đến giờ đứng lên đồ xuống từ nay đến giờ, đúng không ạ? Mà nó khủng khiếp như thế này, mà các chị thấy quần cạp quần không bị quặn này, quần mặc ở bên ngoài rất thoải mái này, không co giãn nhưng mặc rất là thích và cực kỳ thoải mái này, mặc nó rất là sướng như thế này rồi thì em đảm bảo các chị cứ thế mà chốt thôi, đúng không ạ? Nên chị nào mà chưa lấy thì lấy đi ạ. Comment hộ em đúng cú pháp em chốt đơn nha. Rồi, quần em đang mặc là M1580 SML 3 size 63 cân đổ về em chốt đơn. Rồi tiếp theo cho em Nga một mã quần một mã áo tiếp này. Nên cho em Nga mã áo tiếp theo. Áo này em còn mấy chiếc nữa này. Áo này có một chiếc thì cũng tặng nốt luôn cho gọn này. Rồi ạ, áo này đang mặc em hết nha. Áo này đang mặc em hết nha. Chị nào lấy quần thì cứ chốt đơn quần. Chị Ngô Thị Hương là M3 XN3 hộp ạ. Chị Hương Bùi là M3 XL 1 hộp ạ. Chị Thúy Phạm là M3 XL 1 hộp ạ. Chị 1m58 nặng 55 cân ạ. Chị cho XL ạ. 1m58 là nặng 55 cân, chị lấy XL ok ạ. Tức là phần dưới chị đã thích mặc thoải mái. Chị Trần Nữ Thanh Châu là M3 XL 1 hộp với M4 size 38 ạ. Ok ạ. Chị Ngọc Hiệp là M4 size 36 size M. M3 size M 2 hộp ạ. Ok ạ. Chị Ngọc Hà là M3 size M 1 hộp, M4 size 36 ạ. Ok ạ. Chị Minh Thảo là M3 size M 2 hộp. Quần sướng lắm. Chị Lê Thị Ốc là M3 size M 1 2 hộp ạ. Không có bị quặn xuống các chị ạ. Đây, em làm tất cả mọi thứ đây ạ. Mà em không phải là em kéo lên đâu nhá, mà em banh luôn cái quần này ra cho các chị để nhìn xem là nó có bị quặn không. Em đứng từ lại giờ đây, không có quặn kiếp gì hết luôn. Sướng vô cùng. Áo này em có mô hình chiếc này các chị ơi. Áo này em đang có mỗi một chiếc dành cho chị nào khoảng tầm 58 cân đi ạ, 58 cân đổ về em chốt đơn cái áo này nhá. Áo em đang mặc có duy nhất một chiếc thôi. Áo em đang mặc có duy nhất một chiếc thôi. Thực sự là cái áo lại đang nói định là nói về cái quần. Khổ, mặc được cái quần chip nó sướng là cứ từ nay đến giờ. Thật sự luôn các chị ạ, cái quần chip nó sướng các chị ạ. Bởi vì thật ra là bụng em to mà, bụng em cũng to. Em nói thật sự bụng em, em chưa đo em xem em được giảm bao nhiêu vòng eo nhá các chị nhá. Thật sự luôn, em mặc xong nhưng em chưa bao giờ em đo xem là em được giảm bao nhiêu vòng eo. Đây, kiểu em là em mặc nhưng mà em mặc nó thích ấy, là em gì thật sự là như không khác gì em review cái vòng eo này luôn đấy. Ui các chị nhìn nhá, em ơi các chị ơi, em nói thật sự đây này, em nói thật sự với các chị nhá, eo hôm trước em đo cho các chị bao nhiêu, 77 đúng không? Em đo eo đến 77 đúng không? Hôm nay các chị nhìn vòng eo của em Nga nha. Thực sự luôn. Đây, bụng của em đây, rốn em đây. Các chị nhìn hộ em này. Tự tin luôn nha các chị nha. Đây ạ, à, các chị nhìn hộ em này. Nhìn hộ em đây bao nhiêu ạ? 74,5 đúng không? Nó giảm được khoảng tầm 2 phân rưỡi luôn các chị nhá. Như em đang mặc đây này, nó ghen xuống cho em khoảng tầm 2 phân rưỡi. Ủa em chỉ tưởng nó ghen đến khoảng tầm 1 phân thôi. Em nói thật sự luôn, chỉ ghen đến cho em cùng lắm là 1 phân đến 1 phân rưỡi là em đã sướng rồi. Bởi vì sao? Không phải dùng dao kéo, không phải nhịn ăn, không phải đi tập thể dục, không phải tập thể dục, không phải dùng dao kéo, không phải hút mỡ bụng, không phải nhịn ăn, ăn tẹt bô mà vẫn được giảm cái vòng eo bụng. Thì em nói thật sự là còn cái gì nữa. Mà em nói thật chứ,
bình thường nhá, chị em mình mà không phải hút mỡ bụng nhá, không phải đi tập thể dục nhá, mà không phải nhịn ăn nhá, thì kể cả là 200.000, 300.000 đúng không, chị em mình cũng vẫn thích. Mà đây 180.000 mà có hai cái quần, đúng không ạ, mà được hai cái quần, các chị có thích không ạ? Quá thích luôn, đúng không ạ? Được hai cái quần, bảo sao em mặc quần từ hôm qua đến giờ em mặc quần em cứ thấy nó bị tụt. Hóa ra nó giảm nhiều thật các chị ạ, nó giảm nhiều thật, thực sự luôn, nó giảm nhiều thật luôn đấy ạ. Với có thể là do cái bụng em không biết, là tùy cơ địa các chị nhá, cái này thì em không biết, bởi vì có thể cái bụng của em bình thường nó cũng nặng, tức là bụng của em là cái bụng mỡ, em là bụng mỡ nhiều đấy ạ. Bởi vì em lười vận động, em là người không tập thể dục đâu, vì em thật sự là em rất là mệt, vì em làm hai thứ nên là thường thứ nhất là công việc của em ban ngày ấy, là em ngồi nhiều, ban ngày thì gần như em ngồi từ sáng cho đến chiều luôn đấy ạ. Tức là em chỉ ngồi thôi mà các chị biết rồi, ngồi là cái bụng nó rất là chảy đấy ạ, là cái bụng lúc nào cũng là chảy. Còn mỗi buổi tối về em đứng trên livestream cho các chị ý, là em được đứng. Thật ra là lúc em like cho các chị chính là lúc em cảm giác em được tập thể dục đấy, thật sự luôn như vậy các chị nhá, thật sự luôn là lúc em đứng like cho các chị là em cảm giác là em được tập thể dục. Bởi vì cả ngày em ngồi từ sáng cho đến chiều, tức là ngồi từ khoảng tầm 7:30 8 giờ cho đến tận 5 giờ chiều luôn, gần như chỉ đứng lên đi lại đấy ạ, đi vệ sinh một chút xíu thôi, còn lại chủ yếu là ngồi. Mà các chị biết rồi, ngồi thì bao giờ bụng nó cũng rất là to, và thường như thế thì bụng nó không bao giờ chắc, bởi vì mình không tập thể dục, mình không vận động, cho nên bụng nó chắc, nó rất là nóng. Cho nên là khi em mặc cái quần này thì em thấy nó ghen khá là nhiều, có nghĩa là em ghen được 2 phân rưỡi. Còn lại tùy cơ địa của mỗi chị, em nghĩ là nó sẽ ghen, tùy cơ địa của các chị nó sẽ ghen được ít nhất là 1 phân, 1 phân rưỡi, 2 phân, 2 phân rưỡi như em, tùy các chị nhá. Đấy, em tưởng nó ghen có 1 phân, 1 phân rưỡi thôi, thế mà khi mà em đo vào nó ghen cho em tận đến 2 phân rưỡi. Em bất ngờ, em bảo sao em, tại sao em mặc quần nó bị rộng nhiều thế, chứ còn bình thường em mặc em không nghĩ là nó bị rộng như này đâu. Đây các chị này, tay em cho vào đây này, em có làm gì đâu mà đây này, nó rộng cực kỳ nhiều. Nên các chị mà không lấy cái quần chip M3 của nhà em Nga thì em nói thật sự là có lỗi với bản thân đấy ạ. Và thực sự là mặc M3 xong tự tin ăn các chị nhá. Tự tin ăn các chị ạ. Chị nào lấy thì chốt đơn M3 đừng bỏ qua. Một hộp hai màu, một đen một da, 180.000 một hộp. Hai hộp có giá 350.000, ba hộp là 520.000 và được miễn phí ship đấy ạ. Chị nào lấy chốt đơn MLXN 6566 cân đổ về em chốt đơn nha. Đẳng cấp luôn, thực sự luôn ý ạ. Không có một lời nào để mà thực sự là các chị mặc xong trải nghiệm nhá, xong feedback cho em với. Và các chị sau khi các chị mặc trải nghiệm mà mặc đúng như kiểu của em này, chị nào mà về mặc xong á, đo lại cái vòng eo của các chị, nếu mà chị nào mà giảm 1 phân, 1 phân rưỡi, 2 phân cho em feedback và các chị quảng cáo cho em đi. Các chị quảng cáo cho em đi. Em nói thật sự luôn, tại vì thực sự là nó thích thật sự luôn các chị ạ. Sướng lắm mà, thực sự là chị em mình mặc này nó mịn nhá, xong sờ vào đây nó cũng sướng cơ. Bởi vì cái này này, nó mặc lên ấy, nó cảm giác nó thoải mái các chị ạ. Sờ vào nó mướt, mặc nó thích cực kỳ luôn. Chị nào lấy chốt đơn chắc bụng vô cùng luôn. Nên chị nào lấy thì comment hộ em đúng cú pháp là M3, một hộp hai quần. Trời ơi, thực sự luôn ạ. Không có một điểm gì để chê cho em Nga mà mặc cực kỳ sướng. Mã hộ em là M3. Mức giá cho em Nga chỉ có giá đây, nó ghen chắc như thế này cơ mà các chị. Nhưng mà nó rất là chắc nhá, rất là thích luôn nhá, mà nó không bị bí rít, không bị khó chịu, mặc cả ngày cho em được. Nó là quần chip ghen, có nghĩa là phối ghen ạ. Bản dưới là chip, bản trên là ghen, cho nên nó là quần chip phối ghen. Phối ghen các chị nhá, chip phối ghen chứ không phải là quần ghen. Không phải là ghen hoàn toàn, cũng không phải là quần nịt. Đấy ạ, cho lên chị em mình mặc hàng ngày được. Mặc hàng ngày được, và khi mặc hàng ngày thì chắc chắn là phải định kỳ thay. Nhớ mặc hàng ngày thì nhớ định kỳ thay cho em Nga nhá các chị nhá. Đấy ạ, vì chị em mình sẽ mặc hàng ngày mà, nhưng mà thích vô cùng. Đấy ạ, nên chị nào lấy thì chốt đơn đừng bỏ qua. Không hút mỡ, không phải tập thể dục, lười như em Nga, đúng không ạ, mà không phải kiêng ăn mà vẫn giảm được vòng eo thì không ngại gì mà không lấy. Lấy mấy hộp cũng được. Em nói thật sự, đấy ạ, một đứa lười như em thì em mà cái quần này mà em mà tự dưng em thấy em được giảm 2 phân rưỡi này, lười như em là em cứ phải mặc thường xuyên thôi. Đấy ạ, có khi mặc thường xuyên xong sau này tự dưng nó cũng có khi tự bản thân nó cũng sẽ gọn vào, đúng không các chị? Đấy ạ, bởi vì nó được lịch thường xuyên mà, nên có khi nó cũng tự gọn vào, các chị nhanh gọn dần vào luôn. Đấy ạ, nên chị nào lấy thì chốt đơn. Quần chip là của em Nga là M3. Đấy ạ, comment của em đúng cú pháp là M3. MLXL 65 cân, 66 cân em chốt đơn. Đấy ạ, M3 nhá các chị nhá, M3 đây này. Đấy, đứng lên ngồi xuống tí nữa để cho các chị xem là nó có bị tự đây này. Đây nhá các chị nhá, em để hẳn hở quần luôn này, hở áo luôn này, để các chị nhìn được đây ạ. Đây là cái cặp quần ghen của em nha, xem nó có bị quặn xuống không nhá các chị nhá. Đây này, đây là cái quần của em đúng không? Đây,
các chị nhìn hộ em xem nó có bị quặn xuống không nhá. Đấy ạ, nếu nó quặn xuống thì nó đã phải chui xuống rồi đúng không các chị? Đấy, nhìn hộ em nhá. Ui, thế này mà các chị không lấy thì đúng là lấy cái gì? Em nói thật sự chưa bao giờ review, thầy phải nói là cái quần này em được, em phải nói là em đang review luôn ấy. Em vừa bán nhưng em phải vừa review. Thực sự là nó quá thích, quá thích, quá thích luôn ạ. Nên chị nào lấy quần thì đừng bỏ qua. Một chiếc quần chip gen gọi là đỉnh của đỉnh luôn ạ. Em không biết tả nó là cái gì luôn. Đấy ạ. Ok, chị Vũ Phan, chị Vân Phan cho mình một hộp nhé. Ok ạ. Chị Mai Nguyễn một hộp size M ạ. Quần kẻ eo 74 mặc S hay mặc M? Chị Thúy Phan ạ. Quần kẻ eo 74 ạ. Eo 74 chị Thúy Phan ạ. Size giữa chị Thúy Phan ơi. Mông đùi chị có to không ạ? Nếu mông đùi to thì mặc cho em size M. À size M. Còn nếu mông đùi nhỏ ấy, thì có thể mặc được cho em size S nha chị Thúy Phan. Chị Thúy Phan, nếu mà mông đùi nhỏ thì mặc S ạ. Cho chị quần đen nhé. Chị Nguyễn Huyền ơi, quần chip của nhà em Nga thì một hộp của nó là hai màu. Không được chọn màu quần chip nha các chị nhá. Không được chọn màu quần chip đâu. Riêng quần chip là các chị ơi, không được chọn màu đâu nha. Hộp của em nó nguyên vẹn như thế này. Đây ạ. Hộp quần chip của nhà em Nga nó nguyên vẹn như thế này. Đây. Hộp quần chip của em nó nguyên vẹn như thế này. Các chị ơi, không được chọn hộp quần chip đâu. Bản thân em không được hộp chọn. Mỗi một hộp nó cứ đóng như thế này này. Các chị nhá, mỗi một hộp nó đóng một đen một da. Các chị mua về cứ một đen một da, không được chọn màu quần chip nhá. Các chị lấy size cho em nha thôi. Size M, size L, size XL. M khoảng 5556 cân, L 60-61 cân, XL 65-66 cân. Em chốt đơn. Không được chọn, không được chọn màu. Các chị lấy size dùm em nha. Đấy, lấy size dùm cho em nha. Em có M, L, XL 65-66 cân đổ về em chốt đơn. Và quần này nó đóng theo hộp như thế này. Hàng xịn cho em nha. Quần này của em Nga là hàng xịn nhá, hàng này hàng chất lượng. Nên là thật ra đồ chip ý, em không bán đồ vớ vẩn đâu. Riêng quần chip này em phải bán hàng xịn. Bởi vì cái này nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chị em mình. Mặc hàng ngày không thể, các chị đừng tiếc tiền đối với đồ chip. Em nói thật sự các chị tiếc cái gì cũng được. Ví dụ mặc những cái đồ bên ngoài các chị, ví dụ như nhiều khi các chị, một là các chị thích hàng siêu cấp cũng được, hàng cao cấp cũng được. Nhưng riêng đồ chip nhá, các chị đừng mua, đừng tiếc tiền. Đừng tiếc tiền đồ chip. Và đương nhiên cái này của em Nga em đã bán cho các chị với mức giá rẻ lắm rồi đấy. Rẻ nhất mà em Nga có thể để cho các chị rồi. Còn lại là riêng những cái đồ này các chị cứ yên tâm. Đấy ạ. Hàng của em Nga là hàng xịn. Các chị mặc cho em cực kỳ sướng và mặc nó cực kỳ mê luôn. Đấy ạ. Nên chị nào lấy thì chốt. Đây, các chị nhìn của nó, một hộp của nó như thế này cơ mà. Đấy ạ, một hộp như này. Cái này mà các chị mua xong rồi cho tặng hay là gì đấy cho em, nói thật sự luôn ấy, mà có bạn bè người thân mà kiểu đấy ạ. À, tặng cho em, cảm giác nó cũng rất là thích. Bởi vì thực sự là cái này chị em mình phụ nữ không ai là không cần, đúng không? Không ai là không cần. Vì đẹp mà, nói thật là vì đẹp mà. Mặc đồ đẹp ai chả sướng đúng không? Cái này nó là phụ kiện để giúp cho chị em mình mặc đồ đẹp hơn. Thì có ai không thích không ạ? Quá thích luôn. Cho nên các chị đừng bỏ qua nha. M3 đây ạ, M3 của em đây. Em phải nói là M3 đây. Em nói thật sự, đây là M3. Chị nào lấy M3 chốt đơn hộ em là M3 em chốt đơn. Chỉ có giá là 180.000 thôi ạ. Quần kẻ em đang mặc là size M chị Tần Tuyết ơi. Quần kẻ em là size M chị Thúy Phạm. Mông 90 mặc S đi chị Thúy Phạm ơi. Chị Thúy Phạm ơi, mông 90 mặc quần này cho em size S đi ạ. Quần kẻ của em Nga chị mặc size S đi. Quần kẻ của em Nga là 580.000 ạ. Đây. Đấy ạ. Mải quần chip thì quên cái quần M1 của em Nga đây ạ. Quần kẻ của em Nga em có size S, size M, size L. Quần kẻ thì em đang mặc size M. Chị Thúy Phạm, mông là 90 thì nên mặc quần này cho em size S thôi chị Thúy Phạm nhá. Mông 90 mặc cho em quần em đang mặc là size S thôi. Đấy ạ, mông 90 thì chị mặc cho em quần size S thôi ạ. Đấy ạ. Rồi ạ, chị Nguyễn Ngọc chị lấy M3 size 2 hộp ok ạ. Chị Vân Phạm cho chị, cho chị size L ok ạ. Chị Đỗ Thị Diện một M3 58 cân size L ok ạ. Chị Nguyễn Kim Thoa cho chị 2 hộp M3 size XL. À, nhé, sáng mai mình qua lấy ok chị Nguyễn Kim Thoa. Chị nào lấy M3 cứ chốt đơn cho em Nga M3. Một quần kẻ size S cho chị Thúy Phạm nữa này. Một quần kẻ size S cho chị Thúy Phạm. Cân đã chốt chưa nhỉ? Quần kẻ này, quần em còn có vài chiếc thôi, từ từ quần M1 em còn vài chiếc thôi nha các chị nha. Quần kẻ cái nãy chị nhớ có chị gì Thúy Phạm là khác nhau à? Quần kẻ em đang mặc. Quần kẻ này. Đây ạ, à, quần kẻ còn 2 chiếc size S thôi, chốt cho hai chị nào nữa là hết này. Quần kẻ em còn 2S, 2M và 3 chiếc size L nữa thôi là hết quần kẻ em mong mặc M1 rồi. M1 ạ. À, bộ đũi về size XL chứ em, bộ đũi là gì nhỉ? Bộ đũi nào nhỉ chị Vân Bông nhỉ, chị inbox vào trong trang hộ em với.
M3 chị Trang Nguyên xa 2 set size XL, ok, 2 hộp size XL. Chị Mai Thị Bích Hợp, một quần kẻ em đang mặc đúng không ạ? Quần kẻ em đang mặc là 580 nhá. Quần em đang mặc là 580. Đây ạ. Quần kẻ em đang mặc ở ngoài là quần siêu cấp này là 580.000. Mức giá cho em Nga là 580. Em còn 2S, 2M và 3 chiếc size L là em hết này. Em chốt cho chị Bích Hợp đúng không? Chị Mai Thị Bích Hợp một quần kẻ size S này. Một quần kẻ size S cho chị Mai Thị Bích Hợp này. Chị Thúy Phạm một quần kẻ size S nữa là hết S này. Nhưng mà vừa xong chị nhớ chị có chốt cho chị Thúy Phạm nào. Không biết hai chị Thúy Phạm này có cùng nhau không? Đấy ạ. Chị nào lấy quần chip thì cứ chốt đơn đi ạ. Quần chip các chị lấy thì cứ comment cho em đi. Các bạn đang chốt cho chị đấy ạ. Các bạn đang chốt quần chip cho các chị đấy nhá. Rồi ạ, quần chip. Các chị nào lấy quần chip thì chốt đơn đi ạ. Đũi lụa 299.000 ý. Đũi lụa hình như có đấy chị. Quần bộ đấy hình như có đấy chị Vân Bông ạ. À, em có về đấy ạ. Chị quần em đang mặc này. Quần em đang mặc quần Âu, em chỉ còn em chốt chị Thúy Phạm kia là khác à? Các chị chờ. Comment đang nhảy các chị ạ. Chị nào lấy cứ chốt đơn. Khác nhau cái gì? Ok. Thế thì chị Thúy Phạm một quần nữa là hết quần này. Chị Trần Tuyết quần kẻ size S ở chế độ dự phòng cho em Nga mất rồi. Chị Nắng Thu một quần M1 size S cũng ở chế độ dự phòng của em mất rồi. Đấy ạ. Bây giờ quần kẻ em hết S các chị nhá. Quần kẻ em đang mặc có giá là 580.000 thôi. Quần kẻ em đang mặc bây giờ em chỉ còn M và L như em đang mặc thôi ạ. Quần kẻ em đang mặc em chỉ còn M và L thôi. Chị nào lấy M và L thì nhanh tay này. Quần kẻ em đang mặc là M1. Đây ạ. Quần em đang mặc đây này. Quần Âu em đang mặc đây này. Quần em đang mặc đây này. Quần Âu em đang mặc là mã M1. Mức giá cho em Nga là 580.000. Em chỉ còn size M và size L. Size M là size em đang mặc cho chị nào 58 cân đổ về mặc M. Size L cho chị nào tầm 63 cân đổ về mặc L cho em quần này nhá. Mức giá cho em Nga là 580.000. Quần này mặc siêu thích. Đấy ạ, từ nãy đến giờ á, là ngoài cái feedback cái quần bên trong thì cái quần kẻ này em đứng lên ngồi xuống phải mấy chục lần rồi. Mà các chị biết rồi, một cái quần vải Âu mà đứng lên ngồi xuống mấy chục lần là các chị biết là cái quần của nó phải xịn như thế nào và cái form của nó phải thích và thoải mái mặc như thế nào thì các chị biết rồi. Cho nên các chị không cần phải nghĩ, chị nào mà vừa cân nặng cái quần này thì nên chốt. Mà giá quần siêu cấp này hôm nay của em có giá là 580.000 thôi. Đã mặc cực kỳ sướng và rất là mê, nên chị nào lấy quần thì chốt đơn quần nhá. Còn áo em đang mặc này, có một chiếc duy nhất 58 cân đổ với em chốt đơn. Chị nào lấy áo em đang mặc nhá, ở đây nó có đây ạ, em kéo xuống để cho các chị nhìn thôi. Chứ còn bình thường chị em mình mặc ấy nó không bị hở như này đâu. Đây, nó sẽ như thế này thôi. Nó có một chờ một chút xíu. Áo này em đang mặc là M4 ạ. M4 cho em, à M mấy nhỉ? M6 ạ, có một chiếc duy nhất thôi, 219.000 cho M6 em đang mặc. M6 ạ. Chị Vân Bông em có đấy ạ, bộ em vẫn có nhá. Áo em đang mặc chị có thắt ở lưng, mặc quần chip, nhà em có che khuyết điểm không, có gì nhỉ? Chị có thắt ở lưng, tức là chị có thắt ở lưng có nghĩa là chị em mình có mỡ thừa đúng không? Có những cái mỡ thừa này đúng không ạ? Đây ạ, những cái mỡ thừa này đúng không? Chị đang nói em là mỡ thừa đúng không chị Mai Nghĩa? Hay là gì ạ? Em chưa hình dung được ạ. À, nhà em có che khuyết điểm không? Quan trọng nhất là cái phần thân đấy của chị hay là cái gì đấy em đang không hình dung chị hỏi. Thì cái phần đấy của chị nó nằm ở cái điểm nào? Cái điểm mà quần chip nhà em Nga nó kéo qua được thì nó chắc chắn là nó sẽ che của chị đi đúng không? Còn nếu như mà nó không phải, nếu mà cái phần thân đấy của chị mà nó cao hơn mà cái quần chip của em nó không tới thì đương nhiên là nó không che được đúng không ạ? Cho nên em không biết là cái điểm đấy của chị nó đang nằm ở đâu. Đấy ạ. Còn cái quần chip này của em Nga nó là cặp cao rồi. Đây ạ, nó cao trên rốn của em như thế này rồi nhá các chị nhá. Đấy, nó cao trên rốn rồi. Nên các chị yên tâm luôn. Đó. Đấy, chị nào lấy quần chip thì chốt đơn. Chị chuyển khoản rồi mà bộ bò giấy 28 vẫn chưa có để gửi à? Chị Lan Phong, thấy chị Lan Phong để em kiểm tra lại nhá. Chị Hương Giang Nguyễn cho chị một quần M1 54 cân nhé. Chị Hương Giang Nguyễn 54 cân cao bao nhiêu nhỉ? Chị Hương Giang Nguyễn 54 cân size M này. Một quần size M cho chị Hương Giang Nguyễn. Em đang mặc quần này size M nhá. Rồi ạ. Quần này em đang còn 1M và 3 chiếc size L nữa thôi. Chị nào lấy quần em đang mặc thì chốt đơn. Bây giờ em qua quần này. Áo em đang mặc là M6, giá là áo em đang mặc M6 em tặng, em sao lốt cho các chị là 219.000. Chị nào lấy áo em đang mặc thì chốt đơn. Bây giờ em lên cho các chị một mã quần tiếp theo nha. Rồi ạ, chị nào lấy quần kẻ em đang mặc thì chốt đơn đi ạ. Comment hộ em đúng cú pháp là em chốt đơn. Bây giờ em lên tiếp theo một mã quần này. Quần này em còn như sau. Đây.
Rồi, có quần kẻ thì em còn 1M và mấy chiếc size L nhá. Quần kẻ em còn 1M mấy L. Còn quần chip thì chị nào lấy cứ chốt đơn đi ạ. Quần chip nhà em Nga thì quá đỉnh luôn rồi, không phải nghĩ về quần nữa. Rồi ạ, tiếp theo cho em Nga này. Quần này, quần này em còn có 2 chiếc thôi. Quần này em còn có 2 chiếc này. Nên quần này đi, quần này có mấy chiếc nên nốt cái quần mấy chiếc này. Quần nhà em Nga đây nhá, em toàn sale cho các chị thôi. Quần này sale ạ. Đây. Quần em đang mặc là 580. Đây ạ, quần em đang mặc tiếp theo này, em lên quần tiếp theo này. Quần này thì em chỉ có size M và size L thôi. Quần tiếp theo, quần siêu cấp tiếp theo em chỉ có M và L thôi các chị nha. Em chỉ có M và L thôi. Đây ạ, màu đen. Này. Quần này của em Nga là 720, em không có size thì một size M. Ai? Chị Ngân Hoàng mở một size M, em chốt đơn vậy em hết size M, em chỉ còn size L thôi ạ. Quần em đang mặc là em quần quần size L thôi nhá. Quần size M cho chị Ngân Hoàng. Rồi, quần bây giờ em chỉ còn size L cho chị nào từ 63 cân đổ về em chốt đơn. Quần em đang mặc quần vải này này, chỉ còn size cho người 63 cân thôi. Giá là em sale là 580, quần này em sale đấy, quần vải là sale đấy các chị ạ. Quần vì quần của em là quần siêu cấp, em sale đấy ạ. Vân Phạm là M3 size L 1 hộp ạ. Chị Trang Nguyên là M3 size XN 2 hộp ạ. Chị Phương Chu là M3 size M 1 hộp ạ. Chị Mai Thị Bích Hợp là M3 size M 2 hộp ạ. M1 size S ạ. Chị Nguyễn Kim Khoa là M3 size XN 1 hộp ạ. Chị Nông Thị Hiền là M3 size N 1 M3 size M 1 hộp ạ. Chị Nguyễn Lộc là M3 size L 2 hộp ạ. Chị Hương Lê là M3 1 hộp ạ. Chị 56 cân. Chị Hương Trần, Hương Trần là M3 size N 1 hộp ạ. Chị Hoàng Hà là M3 size N 1 hộp ạ. Chị Thái Nê là M3 size M 1 hộp ạ. Chị Ngọc Hà là M3 size M 2 hộp với M4 size 36 ạ. Chị Mai Hoàng là M4 size 36 ạ. Chị Vinh Nguyên là M3 size M 1 hộp ạ. Chị Chiến Vũ là M3 XN 1 hộp ạ. Chị Trần Thị Nhiễu là M3 size M 1 hộp ạ. Chị Hương Hoàng là M3 size N 1 hộp, M4 size 38 82 màu ạ. Chị Thành Hồng là M1. Chị Thành Hồng 1m6 58 cân. 1m6 mà nặng 58 cân ạ. Chị đang hơi giữa size ạ. Vòng eo chị khoảng bao nhiêu chị Thành Hồng ơi? 1m6 mà nặng 58 cân ạ. Vòng eo chị khoảng bao nhiêu ạ? Nếu mà vòng eo của chị mà kiểu như em ấy thì chị mặc M thôi. Còn nếu như mà vòng eo to thì mới mặc L. Chị Hương Cát là M3 size N 1 hộp ạ. Okay, chị Nguyễn Nguyệt là M3 size N 1 hộp, M4 size 36. Hỏi chị chốt màu nào ạ? Chị Toàn Na là M5 là size 38 ạ. Chị Thúy Trinh Minh là M3 size M 1 hộp ạ. Okay. Chị Bùi Nương là M3 1 hộp. Chị khách mới cho em xin chiều cao phân nặng ạ. Chị Thúy Phạm là M1 size S ạ. Chị Đỗ Thị Diện là M3 size N 1 hộp ạ. Chị Mai Nguyên là M3 size M 1 hộp ạ. Chị Ngân Hoàng là M1 size M ạ. Chị Mai Lụa là M1 size S ạ. Chị Nguyễn Hương Giang là M1 size M ạ. Chị Nắng Thu là M1 size S ạ. Chị Quý Phạm là M3 size N 1 hộp ạ. Chị Nguyễn Hà là M4 size 36 ạ. Ok ạ. Đẹp chưa các chị? Quần siêu cấp trẻ em Nga nhá, quần vải siêu cấp. Quần này thì em chỉ có M và L thôi, em đang mặc size M đây này. Đẹp chưa các chị? Riêng quần siêu cấp, quần vải thì không phải nghĩ ạ. Quần này của nhà em Nga nhá, là giá sale các chị nhá. Quần M1 vừa xong của em cũng là giá sale. Tất cả quần em đang mặc quần vải siêu cấp này của nhà em Nga đều có giá là 720.000 đến 750.000. Đấy ạ, và hôm nay em sale cho các chị đấy ạ. Vừa xong cái quần vải kia em sale cho các chị là 580.000. 580.000 là dưới giá của bọn em nhập rồi, em nói thật sự luôn ấy ạ. Cho nên chị nào mà bán quần siêu cấp, các chị biết, các chị mua quần, các chị nhập quần siêu cấp nếu mà là quần vải nhá. Nếu mà chị nào mà nhập quần vải siêu cấp này, các chị biết quần vải siêu cấp này ấy, là các chị biết là em bán cho các chị 580.000 là dưới giá chị em mình nhập, khẳng định luôn. Nếu chị nào mà mua các chị biết, bởi vì thật ra những cái quần này các chị mua, nếu mà chị nào biết này, tại vì những cái quần này em bán càng hàng xịn thì giá của nó lại càng rẻ, bởi vì em lãi với các chị rất là ít luôn. Em lãi rất là ít luôn nhá, bởi vì em bán để gọi là gì nhỉ? Thứ nhất là để nói chung là để các chị trải nghiệm là một. Thứ hai là chị em mình mặc đẹp, nhưng mà
với mức giá gọi là mặc nên là các chị kiểu nghiện và nhớ đến em, tức là rẻ và đẹp và nhớ đến em đấy ạ. Nên là càng mua hàng đẹp thì các chị sẽ thấy càng được rẻ các chị nhá. Đấy, và đương nhiên khi mà em sale ấy, em sale với các chị ấy, thì các chị không cần phải nghĩ về giá luôn nữa rồi đấy, bởi vì nó quá rẻ khi mà các chị mua hàng siêu cấp đấy. Cái quần M1 bây giờ ấy, em chỉ còn cái quần M1 là quần âu kẻ nha các chị nhá. Quần đấy thì kéo khóa sườn, quần đấy thì em chỉ còn bây giờ chỉ còn size L cho chị nào 63 cân thôi. Chị nào khoảng 59 cân cho đến 63 cân thì chốt cho em size L. Chị nào từ 59 đến 63 cân chốt size L. Chị nào vừa xong cao 1m60 nặng 58 cân ý, thì lấy size M chế độ dự phòng cho chị mai hỏi vòng eo. Đấy ạ. Thì chị nào còn từ 59 cân cho đến 63 cân ý, người đậm thì lấy cho em size L nhá. Chốt đơn dùm em Nga là M1. Còn bây giờ lên đơn cho em quần này này, M2. Quần này, à quần này lên cho em Nga là M mấy nhỉ? M7 các chị nhá. Quần này M7 em có này. Em có size như sau, chờ em chút xíu. Ở đây em ăn mặc là size M. Em có hai chiếc size L. Em có hai L này. Ở đây em xem nó là size gì. Em đang mặc là size M ạ. Để em xem trong túi này nó là size gì đó. Em có 2M, 2L cho chiếc quần này. Em cũng dành cho các chị mức giá nhé. Quần này là quần kéo khuy. Và cạp của nó này, cái nó có kèm một cái thắt lưng như này. Hàng siêu cấp nên các chị biết rồi. Hàng siêu cấp nên các chị nhìn cái thắt lưng của em này. Đấy ạ. Và quần này em lên đơn cho các chị với mức giá cũng là em treo cho các chị là 580.000. Chị nào lấy thì chốt đơn. Quần em đang mặc 580. Chị nào lấy nên hộ em là M7 ạ. M7 nha các chị nhá. Áo em đang mặc là M6 có duy nhất một chiếc thôi, 219.000. Còn quần em đang mặc là M7 ạ. Mức giá cho em Nga là mức giá cho em đang quần em đang mặc này. Mức giá cho em Nga là vừa nói bao nhiêu nhỉ? 580.000. Quần siêu cấp này em sale cho các chị là 580. Chị nào lấy quần siêu cấp em đang mặc thì chốt đơn. Em có mỗi 2M và hai chiếc size L thôi. Size M cho chị nào 58 cân như em đang mặc đổ về mặc M. Và chị nào 63 cân đổ về mặc L cho em Nga. Quần này của em Nga nó là quần Âu siêu cấp ạ. Cái này nó không co giãn, nó giống y như quần M1 của nhà em Nga nhé. Nó là giống y như quần M1 của nhà em Nga. Nó không co giãn nhưng mặc nó rất là thoải mái. Đứng lên ngồi xuống cho em Nga thoải mái luôn. Riêng quần Âu siêu cấp thì các chị yên tâm về quần, bởi vì nó không co giãn nhưng mà nó lại thoải mái, dễ chịu và mặc lên đã form, nó chuẩn form luôn như thế này. Nên chị nào cứ khoảng tầm 58 cân thì mặc cho em quần này size M, chị nào 63 cân thì mặc cho em quần này size L. Nên hộ em quần là M7 ạ. M7 các chị nhá, quần em đang mặc là M7 ạ. Chị Trinh Dương một quần M7 size M này. Ok chị Trinh Dương này, em có mỗi 2M và 2L thôi. Quần em đang mặc là M7, chị nào lấy chốt đơn ạ. Ok chị Trinh Dương 1M này. Và em còn 1M 2N nữa cho M7 580. Ok chị May Anh M7 size M nữa, em hết size M này. Rồi à, em hết size M cho M7 nhá các chị nhá. Em chỉ còn size L cho M7 thôi. Chị nào lấy thì nhanh tay comment hộ em đúng cú pháp này, em chốt đơn. Mức giá cho em Nga là 580. Quần Âu siêu cấp ạ. 580.000 em chốt đơn. 580, 63 cân đổ về em chốt đơn. Chị Trinh Hiền là 1M7 với 1M6 ạ. Chị Trinh Hiền là 1M7 à? M7 chị Trinh Hiền á. Chị Hiền bao nhiêu cân? Chị Trinh Dương ơi, quần này size M, em sợ là chị cao 1m50 nặng 52 cân mặc quần này size M, em sợ là sẽ bị hơi rộng một tí xíu đấy chị Trinh Dương ạ. Chị Trinh Dương ơi, đợt này chị có tăng cân không? Nếu không thì chị lấy sang cho em cái quần này size S đi. Quần này em còn size S là chị Trinh Dương này. Chị Trinh Dương mà cao 1m52 mà 50 mấy cân thì lấy quần này cho em size S là chị Trinh Dương này. M1 cân á, chị Trinh Dương lấy size S thì chị nên lấy cho em cái quần sau này này. Nên lấy cho em cái quần mã M8 này size S này. Đây cũng là hàng siêu cấp, dần giống như, tức là giống như cái quần em đang mặc nhưng mà nó chỉ khác nhau mỗi cái phần thắt lưng thôi. Đây, chị Trinh Dương nên lấy cho em sang cái quần này này. Đấy, cái quần này em đang mặc thì nó là mã Chị Phương Chu M7 size M đúng không? Thế thì chị Trinh Dương ơi, chị lấy sang cái quần M8 này nhá. Quần M8 này nó có là thắt lưng đây này. Đấy ạ, chị lấy sang cho em cái M8 này. Chị lấy sang cho em cái M8 đây này. M8 đây chị nhá. Lấy sang cho em cái M8 này đi. Đấy ạ, bởi vì chị mặc cho em size S thôi, chị mà mặc size M không mặc được. Nên chị lấy thì chị lấy sang cho em cái M8 này, mức giá cũng là 580. Mức giá cũng là 580.000 nhá chị Trinh Dương. Chị Trinh Dương chuyển sang cho em M8 đi, chị mặc size M không vừa đâu. Trinh Dương đồng nai thuốc là M1 size S luôn. Đúng rồi, chị Trinh Dương mặc size S là chuẩn size luôn vì chị cao 50-52 cân mặc size S thôi. Đấy ạ, nên chị lấy sang cho em cái này này. Đây. Bởi vì eo của chị Trinh Dương là bao nhiêu nhỉ? Đây, đọc chị. 70. Eo của chị nhỏ, eo của chị có 70 thôi. Đấy ạ, quần em đang mặc em còn size L nhá. Đấy ạ, M7 chị Trinh Hiền size M có không nhỉ?
Chị 1m52 58 cân. Chị Trịnh Hiền cao 1m52 58 cân, vòng eo chị bao nhiêu đấy chị Trịnh Hiền ơi? Lúc đầu live mình đặt M1 size M không biết Nga đã chốt chân mình chưa? Chị Trinh Dương ơi, M1 em chốt cho chị size S thôi chứ. Chị Trinh Dương là em chốt cho chị M1 size S, chị Trinh Dương ạ. À. Chị Trinh Dương mặc M1 size S thôi, không mặc được size M đâu. Chị Trinh Dương em chốt M1 đầu live cho chị là size S đấy, không phải là chốt size M đâu ạ. À. Đấy ạ. À. Rồi ạ, à, M6 chị Trịnh Hiền là bao nhiêu cân nhỉ? 1m52 58 cân. 1m52 58 cân ạ. À. Em sợ áo hơi ôm một tí xíu chị Trịnh Hiền ạ. À. 1m52 58 cân ạ. À. Em sợ áo hơi ôm một tí xíu. Đấy ạ, à, bởi vì trên chị to ạ. À. Trên chị to. Đấy. Thì hộ em nhá, mình mông to ngạ à, chị thế thì mông to thì vậy thì chốt cho chị. Không, cái quần này eo cũng thoải mái, mông này cũng thoải mái chị ơi. Em mặc cái M8 này nhá. Đây là M7 hộ em nhá, đây là M7 hộ em này. M7 em còn size L. Chị nào lấy thì chốt đơn hộ em ạ. Đấy ạ. Nếu mà to, nếu mà mông chị to như em ý, mà chị về chị mặc, nếu mà chị cảm giác chị cần phải bóp, chị bóp vào một tí xíu nhá. Còn nếu không là chị sẽ hơi rộng đấy. Vì quần này của em Nga nó là quần baggy. Đây em mặc size S cho các chị mã M9 này. Quần M8 em còn size L nhá. Chị nào lấy thì chốt đơn. Mức giá cho em Nga là 580.000. Nếu như mà chị Trinh Dương mà vẫn lấy thì chị Phương Chu ở chế độ dự phòng đúng không? Vâng. Chị Hiền ơi, áo không vừa và cái vòng eo của chị Hiền là bao nhiêu nhỉ? Chị Hiền là size L đúng không? Cái quần này này, cái quần sau này của em Ga Form thoải mái hơn này. Thế thì chị Hiền là chốt được cho chị cái quần size L này. Cái form M8 này, cái form M8. Đây em đang mặc M7 size S đây này. M7 size S em mặc hơi ôm tí xíu thôi. M8 size L cho chị Trịnh Hiền này. 3m50 là 58 cân đi đúng không? Còn chị size M đây, size M cho chị nào này? Size M. À không, nhưng mà chị gì đấy chứ? Chị Trinh Dương chứ? Trinh Dương. Chị Trinh Dương bảo mông chị to mà, mông chị đậm. Chị cao mấy 50 là 52 cân đúng không? Mông cạn 69 mông 96. Tức là chị sẽ mặc hơi thoải mông 96 chị mặc được size M. Bụng thì chị về chị thắt thắt lưng và hơi bóp vào cho em một tí xíu nhá. Chị Trinh Dương nhá. Quần M1 ấy thì chị mặc cho em size S ok, còn lại quần M2 em chốt chị size M vì quần M2 form nhỏ hơn một chút xíu. Đấy ạ. Quần M2 form nhỏ hơn chút xíu đấy. À quần M7 em nhận form nhỏ hơn chút xíu. Đây em đang mặc size S này. Đó. Đây các chị nhá, quần này em có 2 chiếc size S. Vậy là quần M7 em còn duy nhất một chiếc size L thôi. Chị nào lấy thì chốt đơn hộ em. Ok chị Trinh Dương, em chốt cho chị M7 size M rồi. Chị Phương Chu ơi, quần M7 size M của chị Phương Chu ở chế độ dự phòng mất rồi chị Phương Chu ạ. Chị Phương Chu quần M7 size M ở chế độ dự phòng hộ em mất rồi. Chị Phương Chu ở chế độ dự phòng của em mất rồi. Rồi ok, mông to nhưng mà eo nhỏ đúng rồi, mông 96 thì phải mặc cho em size M cho nó thoải mái á. Đấy ok chị Trinh Dương. Rồi ạ. Còn mã M1 ý, thì chị có thể mặc được cho em, chị có thể mặc được cho em size S được đấy ạ. Đấy ạ. Chân váy bò mã là gì chị ơi? Chân váy bò em chưa lên, chị lấy chân váy bò inbox vào trong trang của em. M6. M6 là cái gì nhỉ? Áo chị Tuyền Thanh vừa đúng không? Chị Tuyền Thanh 54 cân mà đúng không? Đấy ạ, áo chị Tuyền Thanh vừa, chị Tuyền Thanh nhá, M6 vừa. Áo em đang mặc chị Tuyền Thanh vừa. Chị Tuyền Thanh lấy thì chị Tuyền Thanh báo em nhá. Áo chị Tuyền Thanh lấy thì báo em, áo M6 này chị Tuyền Thanh 54 cân vừa. Đây ạ, em đang mặc quần này là size S các chị nhá. Quần này size S cho chị nào 54 cân đổ về mặc S được cho em Nga này. Chị nào 54 cân đổ về mặc S cho em chiếc quần này. Quần này có giá là 580.000, em chốt đơn lên hộ em là M8. M8 này em có hình như có 2 chiếc size S hay sao ấy. Để em nhìn xem nào. Đây ạ. Tại vì đây là quần siêu cấp nó chỉ còn lẻ thôi các chị nhá. Cái quần vừa xong của chị mặc này có thắt lưng em này. Cả thắt lưng cho chị này. Đây cho vào cái này. Vẫn con nẫm quần. Cái quần mã M7 ấy. Kẹp thắt lưng vào có là nẫm. Quần M này của em Nga M8 em có 2 chiếc size S cho chị nào 54 cân đổ về mặc S ạ. Quần này form to hơn cái form M7 nhá. Đây ạ, 54 cân đổ về mặc S cho em Nga. Giá cho em Nga là 580.000. Em có mỗi 2 chiếc size S. Chị nào lấy thì chốt đơn ạ. Ghi hộ em là M8 á.
M8 các chị nhá. Đấy là quần chip game, chị nào lấy thì cứ comment hộ em là quần chip game. Chị nhầm, chị hỏi quần. Quần à? Chị hỏi quần là M6 là cái quần gì nhỉ? Quần M7 ạ. Quần M7 em còn size L thôi chị Tuyền Thanh ơi. Quần M7 em còn size L ạ. À. Chị hỏi quần M7. Quần M7 em còn size L. Đây tí em mặc quần M7 size L cho các chị ngắm nhá. Chị nào giữa size này. Tí em mặc size L cho các chị đây. Chị nào giữa size nhá. Tại vì cái quần M7 này form em thấy nó nhỏ hơn. Đây em đang mặc size S đây này. Quần này em đang mặc size S. Đương nhiên em mặc size S thì nó hơi ôm bụng một tí xíu, hơi ôm eo một tí xíu. Nhưng chị nào khoảng tầm 54 cân ấy mà vòng eo của các chị khoảng tầm 73 là các chị mặc thoải mái hộ em. 73 là các chị mặc đẹp cho em nha. 73, 74 bởi vì eo của em đang là 75 phân rưỡi cho nên đương nhiên em đang mặc size S là nó hơi bị ôm eo. Chị nào lấy chốt đơn của em ạ, 580 đấy, quần siêu cấp nha. Quần M7. Quần M7 chị Tuyền Thanh 54 cân thì chắc mặc M thôi chị Tuyền Thanh ạ. 54 cân chị chỉ mặc M thôi ạ. Chị Tuyền Thanh 54 cân chỉ mặc M, quần M7 thôi. Đấy. Chị nào lấy thì chốt đơn nhá, comment hộ em đúng cú pháp đây. 580.000 cho quần siêu cấp này, chị nào lấy nên đơn hộ em size S. Quần này mặc thoải mái ạ, đây ạ. Quần này mặc thoải mái nhá. Đây chị nào có vòng eo nhỏ là các chị mặc quần này cho em Nga được, mông. Mông là các chị thoải mái dùm em Nga, chị nào cứ 54 cân đổ về là mặc quần này được cho em Nga vừa luôn. Size S 580.000 em chốt đơn. 580 cho mã M8 ạ, 580 cho mã M8. Đây còn M7 em mặc size L thử xem nhá, em mặc 7 size L cho các chị ngắm xem này. Cái quần M7 em thấy nó nhỏ hơn tí xíu đấy. L em mặc hơi thoải mái một tí xíu cho size L. Chị nào à? Cái quần M7 này, cái quần M7 này khoảng tầm chị nào khoảng tầm 60 61 cân như em Nga đang mặc cũng mặc được cái này, size L này. Form rất là gọn luôn ấy, cái M7 này form nó rất là gọn các chị ạ, form nhỏ. M7 form nhỏ nha các chị nhá, form gọn. M7 form gọn. Thế thì vừa xong chị gì một chị cái nãy size M là gì? Là chị Mai Anh ạ, à, với chị Trinh Dương. Chị Mai Anh là bao nhiêu cân đấy? Còn mã quần nào size S không cho chị? Không, chị mã này em mua đầu vụ rồi. Ok, chị chuẩn đoán Vic chờ em tí xíu ạ. Còn ạ, chờ em tí xíu nhá. Còn đấy ạ, đây. Quần này em còn size L của mã M7 đây. Thế này có thắt lưng của M7 không? Đây, thắt lưng của nó đây. Chờ em tí xíu. Đấy, chị nào mua cái quần là những quần này các chị biết đúng không? Còn 700 mấy thôi đúng không? Đó, chị nào lấy thì chốt đơn. Em còn ít em sale lốt cho các chị đấy. Em sale gọn, em quên hẳn nó luôn ý ạ. Thật ra là em quên hẳn những cái quần siêu cấp này luôn. Đây. Em đang mặc size L này. Chị gì, một chị ngoài chị Trinh Dương còn một chị gì size M đấy nó cao nặng bao nhiêu cân? Chị Mai Anh bao nhiêu cân? Rồi, đây, em mặc size L này. Quần này form rất là gọn nhá các chị nhá. Em mặc size L đây, chị nào mà khoảng tầm 60 61 cân mặc L được cho em quần này. Đấy, chị nào lấy quần M7 này thì chốt đơn cho em size L. Comment hộ em đúng cú pháp, rất là xinh luôn. Đấy á. Đây là M7 nhá các chị nhá. Rồi, em qua mã M7 này. Nên hộ em M8 này. Nên hộ em M8 nhá các chị nhá. M8 ạ, à, lên cho em quần này màu nâu. M8 em còn nâu này. M8 em còn nâu, nâu chỉ còn size S thôi ạ. À. M8 em còn lâu sẽ ép. À M9 ạ. Đấy ạ, nên một loạt những quần siêu cấp này một chút xíu. Cho những chị nào mà thích quần vải siêu cấp, lâu lắm rồi mới kiểu là có quần vải siêu cấp như thế này. Đây ạ. Đây là M9 các chị nhá. M9 này em còn duy nhất mỗi hai cái size S. Chị nào lấy nên đơn hộ em ạ, 580.000 em chốt đơn. Quần M9 này nhá, em còn hai cái size S cho chị nào 54 cân đổ về mặc S cho em nha. Chị nào 54 cân đổ về mặc cho em quần này size S được ạ. Chị nào 54 cân đổ về mặc cho em quần này size S. Mức giá cho em Nga là 580. Quần màu nâu các chị nhá. Nên hộ em là M9 ạ.
Còn size M không em hết mất size M rồi chị Tuyền Thanh ạ. Chưa chốt được M7 đâu ạ. Chị nào? Phương Chu ạ. Chị Phương Chu chưa chốt được M7, chị Phương Chu ạ. M8 size S cho chị Hoàng Vân, ok ạ. Chị Phương Chu chưa chốt được M7 ạ. Chị Nguyễn Thanh này, một M7 nữa là hết M7 này. Ok, chị Nguyễn Thanh hết M7 này. Chị gì một cái M8 size S này em này. M8 size S cho chị gì đây? Đây đây là quần M8 này. M8 size S đây. Chị gì đấy? Chị M8 cho chị Hoàng Vân này, M8 size S. M8 size S cho chị Hoàng Vân rồi. Hình như cái thắt lưng chị lại vứt đi đâu rồi? À đây, thắt lưng đây. Em cho vào đây thắt lưng đây nhá. Thắt lưng đây. Đây này, M8 này. Rồi ạ. À, em lên tiếp theo M9 các chị nhá, toàn quần Âu siêu cấp đấy. Bây giờ em lên quần Âu siêu cấp cho các chị. Để tranh thủ lên quần Âu siêu cấp. Chị nào 54 cân đổ về mặc đẹp cho em chiếc quần M8 này. À M9 này. Đây size L cho chị nào này. Rồi, chị Nguyễn Thanh. Đấy. Các chị nhìn giúp em nhỉ. Đẹp chưa? Có mỗi hai chiếc size S thôi. Em nói thật sự ấy, nếu mà hôm nay em không tìm được đúng nào. Thật sự là nếu mà không mặc cái quần chip gen mã M3, thật sự là nếu mà không tìm thấy chân ái là nó thì chắc hôm nay những cái quần này size S em không thể nào em kéo được quy. Em nói thật với các chị luôn. Nếu hôm nay em không mặc M3 bởi vì vòng eo của em đợt này tăng. Vòng eo của em ví dụ như năm ngoái nhá các chị nhá, bởi vì bình thường em lên cho các chị, em hay lên cho các chị là đồ chun. Quần cặp chun cho nên thường em không quan tâm đến vòng eo. Nhưng mà khi em mặc cái quần phăng như thế này này thì các chị biết rồi, quần phăng bắt đầu mới cần quan tâm đến vòng eo. Và em thấy là đúng là nếu như mà ngày hôm nay không tìm được cái chân ái là cái quần này, là cái quần chip gen này, thì em nói thật sự với các chị, nếu như mà từ em không tìm được chân ái cái quần chip gen này thì đúng là hôm nay em không thể nào em kéo được cái quần size S này lên. Khẳng định luôn, em đang mặc quần này là size S đây các chị ạ. Bởi vì vòng eo của em nó được cải thiện, thành ra em kéo được cái quần này size S lên đấy các chị nhá. Chị nào có 54 cân, dưới 55 cân, nói chung là các chị nào mà 55 cân nhưng có vòng eo nhỏ ấy, là các chị mặc được quần này size S cho em nha. Đấy, em đang mặc size S đây này các chị này. Quần này form của nó khoảng tầm 54 cân đổ về mặc S cho em Nga nhá. 55 cân nhưng các chị vòng eo nhỏ là các chị chốt đơn, bởi vì quần này của em Nga là kéo quạt sườn. Đấy ạ. À, có nghĩa là eo các chị khoảng tầm 74 là các chị mặc thoải mái cho em Nga. Đấy ạ, eo 74 là mặc được cho em quần này. Đấy ạ, mức giá cho em Nga là 580, em chỉ có mỗi hai cái size S thôi. Thực sự luôn ạ. Đây, chiếc quần chip gen bụng chân ái mà em đang mặc nó ở bên trong đây các chị ạ. Em đang mặc nó ở bên trong đây này. Mặc cái này các chị thấy đúng không ạ? Đây, từ phần đây xuống đây của chị em mình. Đúng không ạ? Nó rất là mát bởi vì toàn bộ chỗ này nó là lụa pha gen. Nó gen đúng cho chị em mình cái phần bụng như thế này. Và đằng sau các chị nhìn này, đúng từ đây đến đây của nó lại là đúng cái phần mông của chị em mình, nó là lụa. Gen đúng cái phần cái mỗi cái cặp hông cho chị em mình. Thế cho nên em mới nói thật sự cái quần này nó là chân ái để cho chị em mình mặc cả ngày, mặc đi làm, mặc ngồi, mặc đứng, mặc làm cái gì cho em cũng rất là thoải mái cho em nha. Đấy ạ, cho nên cái thực sự nếu mà chị nào mà không sở hữu cái quần chip gen này thì đúng là quá phí luôn. Quần này không có màu đen nhỉ? Quần này không có màu đen chị ạ. À, em có đúng hai chiếc size S. Cho chị nào khoảng 54 cân đổ về mặc S ạ, 580.000 em chốt đơn. 580 các chị nhá. Không còn S, không còn màu đen nữa. Đấy, hết đen rồi chị yêu ơi. Chị nào lấy thì chốt đơn ạ. À. Nên em là quần M9 ạ. À. Có quần siêu cấp cặp chun không? Tí em lên quần siêu cấp cặp chun. Có, tí nó quần siêu cấp cặp chun, tí nó còn bao nhiêu em sale hết luôn. Em tức là em cho gọn mã luôn. M7 còn M không em? M7 như em hết M rồi sao ấy ạ? À? Đúng không nhỉ? À, quần M7 em hết M rồi. Em hết rồi ạ. À. Có dáng nào không có ly không? Dáng không có ly á, chờ em tí xíu. Đa số là có ly thôi sao ấy ạ? À? Em không biết, em còn mấy cái quần mà quần kéo khuy này nữa thôi này. Đây ạ, à, màu đen em còn. Màu đen em chỉ còn mã này có size M và size L đây. Quần đen thì em có mã này có size M, một cái size M và hai cái size L, màu đen của mã này nữa là hết. Quần em đang mặc là màu nâu nhá, chị nào lấy quần này thì chốt đơn. Comment hộ em đúng cú pháp là em chốt đơn nha. Đây.
Lên đơn cho em quần này 580.000. Em có đúng 2 chiếc size S cho mã M9. Chị nào có 54 cân đổ về, quần siêu sướng luôn. Mặc lên thoải mái dễ chịu. Cái quần này chất này này thì nó hơi giãn nhẹ. Các chị ạ, cái chất này này nó hơi giãn nhẹ một tí xíu. Hơi giãn nhẹ một tí xíu các chị ạ. Đây này, cái chất này thì hơi giãn nhẹ một tí xíu. Bảo sao em mặc được size S và kéo lên được thoải mái như thế này. Bởi vì người em đợt này là tăng cân. Đấy ạ, nên chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Mặc lên rất là đẹp luôn. Đây, bên trong đang mặc quần gen M3 đấy các chị ạ. Đây, cái cặp mà gen M3 đây này, các chị thấy không ạ? Từ nãy giờ cái cặp gen của em lúc nào nó cũng ở trên cái vòng quần này, các chị thấy không ạ? Nó không bị quận xuống. Đấy nhá. Các chị thấy không? Cái quần cặp gen này, cái quần chip này này, từ nãy đến giờ lúc nào nó cũng ở trên cái vòng bụng của em Nga, nó không bị quận xuống, cho nên thực sự nó là chân ái. Chị nào mà không có cái quần chip gen em đang mặc thì em nói thật sự là có lỗi. Có lỗi với bản thân chị em mình, bởi vì không phải hút bụng, không phải kiêng ăn, không phải tập thể dục mà được giảm eo. Thì thực sự là chị nào mà tiếc tiền mà không mua thì em nói thật sự có 180.000 một hộp hai một hộp hai quần, đúng không ạ? Còn nếu chị nào lấy hai hộp thì là bốn quần là 350.000, ba hộp là 520.000 được miễn phí ship. Chị nào mà thực sự là không dùng nó thì đúng là em nói thật sự là có lỗi với bản thân mình. Thật sự luôn, chân ái của em Nga ngày hôm nay đây các chị ạ. Từ mấy ngày hôm nay đây là cái quần chân ái của em Nga đây. Các chị nhìn hộ em nhá, đấy mà không hề bị không hề có bị quận kiếp gì hết luôn. Nên chị nào lấy thì chốt đơn, em mặc vào này, rất là nhỏ gọn luôn cho em Nga. Đấy, chị nào lấy chốt đơn. Áo là M6 chốt chưa nhỉ? Đấy. Còn quần em đang mặc là M9 nha các chị nha. Rồi ạ, chị nào lấy chốt đơn. Chị vừa chuyển khoản. Ok chị Ly Nguyễn ạ. Đấy ạ, quần đang mặc không có size bé nhỉ? Quần em đang mặc đây, quần em đang mặc là size S mà chị. Quần em đang mặc là size S này, 54 cân đổ về là vừa. Chị bao nhiêu cân là chị Phạm Thúy Hằng? Quần em đang mặc là size S đấy ạ. Cho chị xem lại áo ngực. Đây, áo ngực của em Nga đây, áo ngực đây ạ. Áo chít ngực này của nhà em Nga là mã M4 đây các chị nhá. Đây, chính là cái áo chít em đang mặc ở đây này. Chính là cái áo chít em đang mặc ở đây này các chị nhá. Đây, chính là nó đây ạ. Đây, em chỉ dám để hở hở như này cho các chị nhìn thôi. Các chị nhìn cái vành vành của nó đây, chính là nó đây nhá các chị nhá. Đây, cái áo tay em đang cầm như thế nào thì cái trên em đang y xì như vậy đây các chị nhìn này. Cái áo chip em đang mặc đây ạ là mã M4 nhá các chị nhá. Em có 34, 36 và 38 được chưa ạ? Cái áo chip ngực này của em Nga là 34, 36 và 38. Em đang mặc là màu da đây này các chị này. Cái bản này của nó nhá, bản quai này của nó là bản quai to, mã là M4 đấy ạ. Em được gọi, em gọi nó là nữ hoàng áo chip. Thực sự cái áo chip này thì có những thời điểm nó cháy hàng, đến khoảng tầm 6 tháng không có hàng áo chip này. Có thời điểm nó cháy hàng đến 6 tháng không có các chị nhá. Nên là khi mà cái áo chip này nó về này này, này em phải nhập với số lượng luôn. Và gần như là có hết này em phải gối bù luôn các chị ạ. Chỉ trừ khi là kiểu bên kia nó không có hàng. Bởi vì là nó còn phụ thuộc vào nguyên liệu. Nó còn phụ thuộc vào nguyên liệu. Bởi vì em bán cái áo này đến năm nay là năm thứ tư, năm thứ năm rồi. Em bán cái áo chip này từ năm thứ tư và năm thứ năm. Và nó đi theo em. Em bắt đầu bán áo chip là chính là bán cái mã này đầu tiên. Nếu mà về dòng chip có đệm, có đệm nhá, đệm nâng ngực. Và chính là nó là khi em bán áo chip và em mặc nó cũng là đầu tiên. Chính là đầu tiên cho đến tận bây giờ. Có nghĩa là cứ đến định kỳ em thay áo chip thì em lại thay nó. Cứ định kỳ em thay là em thay nó. Ngoài ra thì em có mặc những cái dòng khác, nhưng không có cái áo chip nào mà được đi theo với em đến tận thời điểm như bây giờ. Và đến thời điểm này thì đến năm nay ấy, em phải đặt cho nó cái tên là nữ hoàng áo chip. Bởi vì chưa có mẫu áo chip nào mà em ưng nó như áo chip này. Tức là nó đệm, nó vừa nâng ngực cho chị em mình mà mặc lên nó không bị đau. Với thứ hai là quay máy ra thoải mái. Và thứ ba là mặc nó thoáng. Và mặc quanh năm suốt 4 mùa được cho em Nga. Có những cái dòng áo chip có đệm các chị ạ. Nhưng mà chị em mình chỉ mặc vào mùa đông thì chị em mình cảm giác sướng thôi. Mùa hè mặc nó nóng lắm, nó bí lắm. Trừ khi có những chị nào mà hay phải mặc áo dài và cần phải đệm nhiều quá, quá nhiều thì các chị mới lấy cái dòng đấy thôi. Còn lại là cái này cho em Nga vừa nâng ngực đấy ạ, vừa đẩy ngực và cho gèn cho ngực nhỏ, ngực vừa mà lại mặc quanh năm suốt tháng. Thực sự nó là một chân ái cho những chị nào mà đang không có ngực hoặc là ngực nhỏ như em Nga. Thì các chị lấy cái áo chip này cho em Nga. Nó chỉ có hai màu thôi, đen và da. Size của nó đánh là 34, 36 và 38. Đấy ạ, 34, 36 và 38. Các chị có thể lấy cái áo chip này. Còn ngoài ra ấy, đây em sẽ giới thiệu cho các chị thêm một cái mẫu áo chip nữa. Chờ chút xíu nhá. Giới thiệu một cái mẫu áo chip nữa, đó là cái áo quay. Cái áo quay này cũng là em bán năm nào gần như nó về em cũng bán cho chị cái mẫu áo chip bra không dây, cái áo chip quay không dây ấy. Đây, cái áo chip đấy nó được gọi là áo chip chống tụt các chị ạ. Không có mã áo chip nào mà vượt qua được cái áo chip này. Xong từ khi bọn em bán cái áo chip quay luôn,
Thì nếu mà để chị nào mà muốn tìm một cái áo chip mà chống tụt ý, thì các chị dùng cái áo chip này. Có nghĩa là cái áo chip này này là cái áo chip mà kể cả là chị em mình có nhảy mặc lên ý, nó chị em mình có nhảy lên như thế nào nó cũng không bao giờ nó tụt áo được luôn. Có nghĩa là chị em mình mặc cả ngày, nó được gọi là áo chip chống tụt mà. Cho nên là cái áo chip này này rất là thích này. Đó, các chị có thể comment hộ em cái áo chip này. Áo chip này là bao nhiêu tiền nhỉ em nhỉ? Chị quên mất rồi. Cái áo chip chống tụt này của em Nga này, hình như nó cũng có giá là 350.000 một đôi. 350.000 một đôi các chị nhá. Cái áo chip này của em Nga có giá là 350.000 một đôi. Chị nào lấy thì có thể comment hộ em cái áo chip này là M mấy nhỉ? M10 đi ạ. Đấy, em cũng có 34, 36 và 38. Nếu như chị nào mà đang tìm một cái áo chip đấy ạ, mà chống tụt, mặc kiểu ví dụ như mùa hè, chắc chắn là chống tụt thì chị em mình hay mặc vào mùa hè rồi. Để chị em mình mặc là gì ạ? Cái này nó có đệm ngực nhá, nên là chị nào ngực nhỏ cũng mặc được cho em Nga. Mực to hay là nhỏ đều mặc được cho em Nga. Và cái chống tụt này đây các chị nhìn này, nó có cái phần ren này, cho nên là chị em mình mặc không bao giờ bị hở quả. Và ngoài ra ở đây ấy, nó có một cái thiết kế ở đây này. Lúc nào chị em mình thích mặc áo thành áo chip ấy, thì nó có một cái dây quả ngang cho chị em mình mặc như áo chip luôn. Và nó có một cái dây để chị em mình quành sang bên đây. Và khi mình mặc đấy, nó có cái phần dây đấy thì nó sẽ giúp cho chị em mình chống tụt hoàn toàn. Mặc cả ngày đứng lên ngồi xuống và nhảy chạy cho em Nga cũng không bao giờ sợ tụt áo. Thì đây là một trong những cái áo chip mà chống tụt em nói thật sự là hoàn hảo nhất từ khi bán hàng đến giờ. Nó được gọi là áo chống siêu chống tụt luôn các chị nhá. Đấy ạ, đây này, thì các chị lấy cho em sang cái mã này. Đây là hai cái mã mà đợt này em về siêu hot. Và cái quần chip gen lần này em về nữa cho các chị. Đấy ạ, là ba cái mẫu mà gọi là em đảm bảo với các chị là mùa hè không thể thiếu được cho em nha. Nên chị nào lấy cái áo chip này thì nên hộ em là M10, 350.000 một đôi. Chị nào lấy một áo thì là 180.000 hay sao, em nhớ không lầm là như vậy. Đấy ạ, nên chị nào lấy thì chốt đơn dùm em ạ. Comment hộ em đúng cú pháp là M10 nhá các chị nhá. M10, 350.000 một đôi, 34, 36 và 38. Xe là đấy. M3 một hộp ạ. M10 2 chiếc. Ok ạ, M10 2 chiếc. Cho em size nha các chị nhá. Ok ạ, đấy ạ, chị nào lấy thì chốt đơn dùm em nha. Cứ comment hộ em đúng cú pháp đấy ạ. Là em chốt đơn. Rồi quần em đang mặc là mã M. Chị ngực đậm có mặc được áo ngực M4 không em? Ngực của chị á, nếu mà thật ra ngực chị mà ngực chị rất là ngực vừa. Chứ còn nếu mà chị là có kiểu là có ngực rồi ấy, có kiểu ngực to rồi thì không nên lấy M4. Ngực to quá rồi thì không cần phải đệm nữa thì không. Tức là bình thường chị không bao giờ chị mặc áo có đệm thì chị không cần phải lấy. Còn nếu như mà bình thường chị vẫn mặc áo có đệm đấy á, thì chị có thể lấy. Đấy á, trừ khi là bởi vì cái đệm của em là người không có ngực mà. Màn hình của em là màn hình phẳng đây này. Người của em Nga là màn hình phẳng luôn ấy. Đây này, ngực của em là đây là toàn bộ chỗ này là giả hết các chị nhá. Đây này, em ấn vào nó chính là đây này, ấn vào nó đúng như này luôn, nó không có ngực đâu. Em là màn hình phẳng luôn ạ. Rồi em qua cái quần này nhá, em đang mặc đây ạ. Em còn mã quần này nữa này, quần này em có 1M và 2L. Nên một em mã tiếp theo. Quần em đang mặc nhá, chị nào lấy quần nâu em đang mặc có mức giá là 580.000. Nên một em quần là mã M9. Còn quần chip em đang mặc bên trong là mã M3. Chân ái của quần chip. Chị vẫn mặc áo có đệm đây ạ. Đấy, em mặc từ nãy đến giờ nhá. Đây, trước khi thay quần này phải kéo xuống để các chị nhìn này. Mặc từ đầu đến giờ không có bị tụt tí nào. Em cũng không có phải kéo cái quần này lên. Các chị thấy không ạ? Cái quần chip gen của em Nga từ nãy đến giờ không bao giờ em phải kéo cái gen quần xuống. Cũng không bao giờ kéo. Bởi vì các chị biết vì sao cái quần này nó không bị tụt. Các chị nhờ cái thiết kế đây này. Các chị nhìn cái cặp của nó này. Cặp của nó là cặp chun như này này. Đây này, các chị nhìn hộ em này. Cái cặp chun này này, nó mút vào luôn với lại cái phần thắt lưng của chị em mình rồi. Cho nên nó không thể tụt xuống được. Đây các chị nhìn nhá. Đây, cái cặp, cái chun của nó này. Cái chun của nó như thế này cơ mà các chị. Đó, cho nên là đây này, nó mặc lúc nào nó cũng ở trên cái phần thân này của em Nga. Đây, em mặc từ đầu đến giờ nó chả tụt cái gì hết luôn. Chị nào có hỏi là quần này có cuộn hay không, có tụt hay không. Đây ạ, bởi vì là cái cặp của nó là cặp chun như thế này rồi. Đấy các chị nhìn thấy này, cặp của nó. Đây này, em kéo như này để các chị hình dung được cái cặp. Đấy, cái cặp của nó là cặp chun như thế này rồi. Và cái phần chỗ này này, nó là cái phần mà cái gen. Gen nhưng mà cái gen của nó rất là thoải mái. Cho nên là mặc sờ vào ấy, nó mịn, nó mướt luôn. Đấy, cho nên là nó không có bị tụt xuống là làm sao mà tụt được. Bởi vì cái chun của nó này, đây cái chun nó chắc như này mà. Không thể tụt được các chị nhá. Nên chị nào mà không lấy quần, chưa lấy quần M3 thì lấy đi các chị ạ. Một hộp 180.000 thôi. Bây giờ em lên tiếp theo, quần tiếp theo ạ.
Mai Anh là M10 size 36 2 chiếc ạ. Chị Phương Chu là M10 size 36 1 chiếc ạ. Chị Phương Chu là 1 chiếc, chị lấy màu gì ạ? Chị Đô Xe là M10 size 38 1 chiếc, lấy màu gì ạ? Chị khách mới cho em xin thêm chiều cao cân ạ. Chị Đinh bảo là chốt M3 này mấy hộp ạ? À? Đây ạ. À. Nên đầu em mã tiếp theo này. Mã này em có 1M và 2L nha các chị nha. Đằng sau của nó thì có hơi chun nhẹ một tí xíu. Còn đằng sau của em nó có hơi chun nhẹ một tí xíu này. Em đang mặc cái quần này là size M. Em đang mặc quần này là size M, em cảm cái form của nó hơi nhỏ một chút xíu đấy các chị ạ. M. M này cho chị nào khoảng tầm 56 à 57 cân, 56 57 cân mặc M cho em nha. Tầm 62 cân đổ về nhá. 62 cân, 63 cân nhưng mà vòng eo các chị gọn các chị mặc cho em quần này size L. Nên đơn cho em quần này mức giá là 580.000 em chốt đơn. 580 em đang mặc size M. Em nghĩ là chắc em phải mặc size L thì nó thoải mái hơn. Đã, em mặc size L thì nó thoải mái hơn. Nên chị nào lấy quần này thì comment hộ em đúng cú pháp là em chốt đơn mức giá cho em Nga là 580. Nên đơn hộ em quần này là mã M11 nhá. M11. Quần em đang mặc là M11. Chị nào lấy M11 thì chốt đơn cho em M11 ạ. Quần em đang mặc là M11. M10 màu đen cho chị Phương Chu. Ok ạ. Đấy ạ, M10 màu đen cho chị Phương Chu. Chị nào lấy thì cứ comment ạ. M3 có size L các chị ạ. Quần chip M3 của em có đủ size M, L, XL và một hộp của nó có hai màu. Đây ạ, một hộp của nó gồm có hai màu nha các chị nhá. Đây. Nói thật sự là em review cái quần này bởi vì thực sự là ở đây em có thực sự là tất cả chị em nào là phụ nữ thì nên lấy cho em cái quần chip này. Em nói thật sự là em muốn em không đương nhiên em review nhưng mà thực sự là nó thích quá các chị ạ. Nên là thật sự là em phải nói thật là nếu như chị nào mà không chưa lấy cái quần này, chưa comment cái quần này thì các chị lên lấy đi. Quần này của nhà em Nga các chị ít nhất các chị cứ về trải nghiệm cho em một đôi đi. Sau đó thì các chị về sau này các chị cứ quay lại mua cho em mấy đôi cũng được, mấy hộp cũng được. Cái hộp của nó là như thế này, nó đóng vào trong hộp như thế này. Một hộp gồm 2 chiếc 2 màu, một da, một đen, đủ size MLXL 65-66 cân đổ về em chốt đơn. Đấy ạ. Em bán cái quần chip này nhưng bản thân em nói thật sự nếu như em là khách hàng em cũng sẽ review cho cái quần này. Tức là các chị hình dung rồi, bình thường em bán, mình bán là bán đồ. Nhưng mà thực sự nếu như mình là một khách hàng, nếu như em là người nhá, mà không bán hàng, nhưng mà em mà đi mua cái quần này này, thì thực tế em cũng sẽ review cho cái quần này. Bởi vì cái quần này nó mặc cực kỳ thích. Đấy ạ, em nói thật sự luôn ấy, cái quần này này. Cái quần này em nói thật sự là chị nào mà chưa có, chị nào mà vào sau, chị nào mà chưa biết đến cái quần chip gen, gọi là cái quần chip gen, gọi là giúp cho chị em mình ăn không phải nghĩ, đúng không ạ? Không phải đến nghĩ đến cái việc mà hút mỡ bụng, đúng không ạ? Lười tập thể dục như em nữa. Đấy ạ, ngồi cả ngày nữa thì các chị nên lấy cái quần này cho em Nga. Mã của nó là M3 có đủ size MLXL 65-66 cân đổ về em chốt đơn. Thực sự luôn, các chị mặc đi, các chị trải nghiệm rồi các chị review cho em đi. Hoặc là các chị đấy, các chị có thể mua ở bất kỳ đâu cũng được. Nhưng mà em nói thật sự sau khi các chị mặc cái quần này em chắc chắn với các chị là các chị sẽ nghiện nó giống như em. Nghiện nó giống như em luôn. Đấy ạ, một cái đứa mà ngồi cả ngày như em thì chắc chắn là lười tập thể dục nữa. Tức là không, thật ra em không có thời gian tập thể dục nữa, lười tập thể dục. Đấy ạ, em gần như là ngồi từ sáng cho đến chiều. Ngồi từ khoảng tầm 7 rưỡi 8 giờ cho đến khoảng tầm 5 giờ chiều. Đúng không ạ, ngoài trưa nghỉ ngơi ăn xong rồi lại lên giường đi ngủ một tí xíu. Thì chủ yếu là cứ ngồi thôi, ngồi từ sáng luôn. Cho nên là chắc chắn là sẽ cực kỳ thích những cái quần như này. Và chị nào mà có kiểu như, hoặc là đặc biệt nhá, những chị nào mà sau khi sinh em bé nữa, đúng rồi, cái quần này á, những chị nào mà sau sinh em bé nữa, các chị muốn là để lấy lại vòng vóc dáng, vòng eo nữa, thì các chị cũng lên mặc cho em cái quần này. Đúng rồi, bây giờ em mới nghĩ ra thực sự luôn. Đấy ạ, bởi vì thực ra là khi mà, vì em cũng mới trải nghiệm nó cách đây vài ngày, nhưng mà khi em trải nghiệm nó xong rồi em thấy thích, em thấy thích vô cùng. Và bản thân em chứng minh được là em giảm hẳn vòng eo luôn. Và đặc biệt những chị nào mà vừa mới sinh em bé nhá các chị nhá. Đấy ạ, thì các chị có thể dùng những cái, đương nhiên là ví dụ như mình vừa sinh xong, vừa mổ xong ấy, thì đương nhiên vết mổ mình chưa lành, mình khoan hãng dùng, đúng không ạ?
sau khi mà các chị bắt đầu dùng những cái đồ gen theo mà cái quy trình mà người ta tư vấn cho các chị rồi, thì lúc đấy đáng nhẽ bắt đầu các chị mặc những cái dòng gen khác đúng không? Các chị mặc cho em quần chip này thôi và mặc hàng ngày cho em Nga. Thì thực sự là cái quần chip này em đảm bảo chắc chắn nó sẽ giúp cho các chị về về vóc dáng đấy ạ. Rất là thích bởi vì nó rất là chắc bụng luôn đấy ạ. Và các chị cứ mặc cho em Nga, đảm bảo các chị sẽ thấy thích. Bởi vì nó thích nhưng nó rất là thoải mái, nó rất là sướng, mặc nó rất là thích luôn ý các chị ạ. Đấy, chị nào lấy thì chốt đơn dùm em Nga cái quần chip em đang mặc nhá. M3, đây là quần chip M3, từ lãi đến giờ đấy ạ, cứ review cho nó luôn đấy ạ. M3 có đủ size ML, XL, 180.000 một hộp 2 quần. Và nếu chị nào lấy 2 hộp là 350.000, chị nào lấy 3 hộp thì là 520.000 đấy ạ. Rồi ạ, chị nào lấy thì cứ chốt đơn nhá. Một hộp có giá là 180.000 một hộp 2 quần, 2 màu, 1 đen, 1 da. Và chị nào lấy 2 hộp thì có giá là 350.000, chị nào lấy 3 hộp có giá là 520.000 và được miễn phí ship. Còn quần em đang mặc ở bên ngoài đây có giá là bao nhiêu nhỉ? 580, mã là M11 ạ. Đấy ạ, chị nào lấy thì cứ chốt đơn dùm em Nga nhé. Comment hộ em đúng cú pháp em chốt đơn. Rồi, bây giờ em xin phép được qua mã tiếp theo này. M3 có bạn đủ size ạ. Đấy ạ, M4 cho chị hai cái màu da size 38, ok chị Hằng Nguyên. Rồi ạ, chị nào lấy thì chốt đơn nhé, comment hộ em. Đấy ạ, quần em đang mặc là mã M10 đúng không nhỉ? Quần này em đang mặc là M11 ạ. Quần em đang mặc là M11, 580.000. Chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn ạ. Chị nào khoảng tầm 57 cân đổ về mặc cho em size M. Chị nào tầm 61-62 cân đổ về mặc cho em quần này size L nhá. Comment hộ em đúng cú pháp là M11, em chốt đơn 580.000. 580 em chốt đơn nhỉ. Quần em đang mặc có giá là 580.000. Đấy ạ, cạp quy, cạp có quy ạ. Quần nâu có size không chị? Quần nâu em có size S chị Đỗ Trang ơi. Quần nâu em vừa mặc là M10 thì có size S nhá chị nhá. Quần nâu em đang mặc, chị đang hỏi em quần nâu là mã gì. Quần nâu là mã 9 thì có size S ạ. Em chỉ có size S thôi. Đây, quần nâu bây giờ em chỉ còn đây ạ. Còn mỗi 3 cái này có. Đây ạ, quần nếu mà quần Âu này thì em chỉ còn 3-4 cái này thôi. Bây giờ em sẽ lên cho các chị. Đây ạ, xeo lốt mấy cái quần quần Âu mà cặp chun đâu nhỉ. Quần cặp chun mà chị này này đâu. Bỏ ra đây chị xeo luôn đi cho nó gọn mã đi. Quần Âu siêu cấp mà cặp chun. Rồi, quần Âu siêu cấp cặp chun đi em. Âu siêu cấp cặp chun vứt ở đâu góc, góc nào rồi. Rồi ạ, em lên tiếp nha các chị nha. Ok chị Dương Nguyên, một hộp M3 em chốt đơn ạ. Ok chị Dương Nguyên, một hộp M3 em chốt đơn. Chị nào lấy cũng lấy M3, 57 cân chị Đỗ Trang ơi. Chị Đỗ Trang đang hỏi quần nâu á. Quần nâu 57 cân thì phải mặc cho em size M cơ. 57 cân chị lấy quần nâu thì mặc size M. Chị có thể lấy sang quần này cho em này. Quần nâu size M chị lấy sang cho em quần này. Quần này em có size M này. Quần này em có một chiếc size M này. Quần này em có một chiếc size M. Đây. Nếu mà chị lấy quần nâu lấy sang cho em quần này. Quần này em có một chiếc size M này. 580.000 có duy nhất một chiếc không? Chị lấy thì chị báo em. À em có một S một M. Quần nâu này em có một S một M nhá. Đây em mặc nốt cái quần nâu này nhá. Quần nâu này em có một S một M. Sau đó thì em sẽ sang quần cặp chun. Rồi em qua cái quần em đang mặc nhá. M11 chị nào lấy cũng chút đơn. Quần toàn là quần siêu cấp đây ạ. Chị Dương Nhiên là một hộp M3. Chị Mai Thị Bích Hợp là M3, size M3 hộp ạ. Quần này em còn một S1M này, nên luôn cho các chị này, 580. Quần này em có đúng một S1M. Chị nào lấy thì chốt đơn. Chị nào khoảng tầm 53-54 cân đổ về mặc S ạ. Tầm 58-59 cân như em đang mặc thì mặc M cho em Nga. Chị nào lấy quần này thì nên đơn quần này cho em Nga. Mức giá cho em Nga là 580.000. Mã là M12 cho em Nga. Quần này là quần Âu siêu cấp nha các chị nhá. Quần là quần vải ạ. Tất cả những quần em đang mặc là quần vải, dám ghi. Quần vải các chị nhá, quần vải, quần em đang mặc là quần vải hết. Thế nên chị nào lấy thì chốt đơn 580, hôm nay em sell nốt luôn ấy, sell gọi là sell lỗ luôn ấy, sell lỗ luôn ấy. Thật ra nó là như không khác gì giá tặng. Không khác gì giá tặng bởi vì dưới giá em nhập những quần vải này là đều dưới giá em nhập hết. Đều dưới giá em nhập bởi vì nó chỉ còn mỗi cái 1-2 chiếc có mỗi cái mã đầu tiên ấy, em nên là cái quần kẻ là em có đủ size cho các chị thôi, bởi vì cái quần đấy là em quên mất. Em bị sót cái quần đấy, em quên mất là
em bị quên nên là nó còn đủ size. Còn những cái quần này là em đều like hết rồi cho nên là nó chỉ còn nẻ size thôi. Những cái quần này là em đều like hết rồi cho nên nó chỉ còn nẻ size thôi. Đây, đấy, chị nào lấy thì chốt đơn. Quần này em nên hộ em là mã M12 nhỉ. M12 các chị nhá. Đấy ạ, nên hộ em là mã M12. Em chốt đơn. Em bộ thể thao đùi mắt không em? Có chị Thúy Thanh ơi. Bộ thể thao em có ạ. Thể thao chị có thể vào trong trang hộ em nhá. Thể thao có thể vào trong trang hoặc là buổi sau các chị vào cùng với em. M3 cho chị Thúy Vân 60 cân ok ạ. Chị Mai Thị Bích Hợp M3 3 hộp ok ạ. Các chị là khách mới phải cho em xin số điện thoại nhá, cho chị coi lại với chị Thúy Thanh. Bộ thể thao quần short hay là quần gì chị Thúy Thanh ơi? Bộ của em có nhiều lắm. Bộ thể thao quần đùi em nhiều mẫu lắm. Chị không biết là chị muốn lấy mẫu gì. Em nhiều mẫu lắm. Ở đây có mẫu nào gần đây tay em không? Chị Lê Thúy Vân chị chốt M3 mấy hộp ạ? Chị Lê Thúy Vân chốt M3 mấy hộp ạ? Chị Lê Thúy Vân chốt M3 mấy hộp đây. Em từ chờ em tí xíu nhé. Để em nhìn xem là có cái bộ nào đây. Ví dụ như đấy, bộ thì em có nhiều lắm nhưng mà bộ quần short thì em nên nhiều mà. Đấy, chẳng qua hôm nay em không lên quần short thôi. Này, chờ em tí xíu nha. Chị nào lấy chút đơn ạ. Đấy, ví dụ như các chị có thể lấy cho em những cái mã này. Cái mã mà cổ bẻ đâu nhỉ? Đây. Quần đùi đây. Đây các chị ơi. Hôm nay em định bán, em định sell chuyên về quần mà cuối cùng mải review cái quần M3 xong rồi sang áo chip thành ra là đây các chị ạ. Mải quần M3 xong sang áo chip. Đây các chị ơi, quên sẽ rơi lên cả. Đây các chị nhá. Đấy ạ, mải quần đây ạ. Ví dụ như bộ quần short chị có thể lấy mẫu này. Mẫu này thì dáng crop top này. Mẫu này là dáng crop top này. Còn cái set bộ mới về của chị đâu nhỉ? Cái set mà màu chị mới về ấy. Màu đen biết các thứ đâu nhỉ? Chờ em tí xíu nhá. Em không có ý định lên nó lên à. Quần M19 không có size 64 cân. Thế nào? Quần M19 em không có size 64 cân ạ. Quần M19 rất thích, em không có size 64 cân. Quần đùi đen mới mặc đầu lai ạ. Quần đũi đen mới mặc đầu lai ạ. Không ạ, quần đũi đen nên lốt mấy quần siêu cấp cà chun đi chị. Ok chị Đoàn Bích Trần. Quần siêu cấp cà chun. Quần siêu cấp cà chun tất cả đặt đâu nhỉ? Chị đọc ra một cọc. Trời ơi chị, em đọc ra hết là cái quần siêu cấp hay các cái quần cọc chun đây này. Đây. Đây. Rồi. Tất cả nó đều là mẫu mới hết nha các chị nha. Em nên lốt hết cho các chị này, nó chỉ còn nẻ thôi. Em dơ được không? Những cái quần này thì em đều mới, em đều ấy luôn này. Em dơ được không? Các chị nào mà lấy này, đây. Quần này nhá, em còn mấy cái thôi, em sell luôn. Em sell gọn mã bởi vì những cái quần này em không về nữa. Bây giờ nó cũng chẳng còn nữa cơ các chị ạ. Tức là cái quần này nó hết rồi. Em đây, quần này các chị nhớ không ạ? Cái quần này này. Cái quần này các chị nhớ không? Đây em mặc cho các chị nha. Đây ạ. Rồi em qua cái mẫu em đang mặc nhá. Chị nào lấy thì chốt đơn 580. Nên tiếp theo cho em quần em đang mặc tiếp theo này. Nên tiếp này. Rồi. Em qua đã nhá. Bộ thì chờ em đi xíu. Bộ thì các chị chờ mai đi. Bộ thì để xem em chờ em mai một tí đi ạ. Quần này chị nào mà không chốt thì quần này sướng cực kỳ luôn các chị ạ. Quần này em còn này, size S em đang mặc nhá các chị nhá. Quần này thì siêu sướng luôn. Các chị nhìn cái ống của nó này, ống cực kỳ xinh luôn. Cái quần này các chị mặc quần thể thao, à giày thể thao hay không cũng đều được. Đấy ạ. Quần này nhá. Tại vì hôm nay em định lên tất cả các cái quần như này nè. Các chị chờ em đi xíu. Quần này em còn này,
size S, size L. Quần này em còn size S và size L. Quần này em sale cho các chị là 600.000. Chị nào lấy này nên đơn hộ em quần này nè. Quần này cặp chun nhá. Cho nên quần cặp chun thì em không tư vấn vòng eo. Các chị nào cứ 55 cân, 56 cân mặc được cho em quần này size S. Chị nào 65, 66 cân mặc size M, à size L dùm em nha. Em chỉ có S và L thôi. Quần này các chị nào càng đậm người các chị mặc càng sướng cho em nha. Ống quần thì quần này là cực kỳ hot rồi. Chị nào lấy nhanh tay chốt đơn hộ em. Quần này là M bao nhiêu nhỉ? M13 hộ em. M13 hộ em nhá. Em chỉ còn 1S, 1L thôi. Chị nào lấy á, chốt đơn dùm em nha. M13. M13. Chị Hoàng Vân hủy giúp em M8 là cái gì đấy. Ok chị Hoàng Vân. M10 ạ. Chị theo Trần ok ạ. Quần em đang mặc em sale là 600.000. Chị nào lấy thì chốt đơn cặp chun nhá. Size S là size em đang mặc 56 cân ạ. 56 cân, thậm chí những chị nào mà eo mông gọn 57 cân cũng mặc được quần này cho em size S, mặc siêu sướng luôn. Đấy ạ, 66, 67 cân thì mặc cho em quần này size M. À size L. Em chỉ còn 1S và 1L thôi. Nên hộ em mã là M10. Mấy mấy nhỉ? 13. M13 cho chị Ngọc Đản size L này. Có duy nhất một chiếc size L cho chị Ngọc Đản này. 600.000 này, ok chị Ngọc Đản này. Một chiếc cho chị Ngọc Đản size L. À, mã của nó là 5969. 5969 cho chị Ngọc Đản này. Ok em hết size L luôn nhá các chị nhá. Những quần này em không có nhiều đâu ạ. Mỗi cái có 1-2 chiếc thôi, chị nào lấy thì chốt đơn. Rồi nhá, em hết luôn nhá. Em comment mã luôn này các chị ơi. Rồi ạ, còn 1S nữa chị nào lấy chốt đơn. Rồi tiếp theo cho em nha mã quần này. Quần này thì còn 2 chiếc size S. Quần này thì quần siêu hot hết rồi. Em cắt hết luôn mã những cái mã này. Em cần là M10, size 38, size màu ạ. Ok ạ. Đây là những quần siêu cấp nha, em không còn nhiều đâu. Mỗi cái chỉ còn 1-2 cái thôi. Nên chị nào lấy thì chốt đơn nha. Quần này thì chắc là siêu hot, các chị nhìn nhận ra rồi đúng không? Đây ạ. Quần này quần Prada cạp đây ạ. Siêu hot hit của em. Quần em đang mặc còn một chiếc size S, chị nào lấy thì chốt đơn nhá. 56, 57 cân đổ về mặc cho em size S được. Mã của em là M13. Giá của em sale hôm nay là 600.000. Quần này này. Chị Nguyễn hỏi chị vừa quần 13 không ạ? Chị Ly Nguyễn 56 cân đúng không? Vâng. Chị Ly Nguyễn mặc được cho em ạ. Quần đấy cặp chun cho nên chị Ly Nguyễn mặc được. Chị nhìn thấy em mặc size S đấy. Em mặc size S cho nên chị mặc được thoải mái ạ. Cái quần này thì riêng các quần này thì các chị mặc sướng vô cùng. Em mặc size S được là chị Ly Nguyễn mặc được size S nhá. Quần đấy em chỉ mặc size S thôi nên chị Ly Nguyễn mặc cho em size S thôi ạ. Đây. Quần này chị nào lấy chốt đơn này, 56 cân đổ về mặc cho em quần M14, em chỉ còn size S thôi, có 2 chiếc size S. 600.000 cho em M14 ạ, em sale là 600.000, em có mỗi 2 chiếc size S rồi, hết sạch rồi các chị nhá. Những quần này hết sạch rồi và em cũng không bù, những quần này bây giờ nếu mà các chị nào mà mua những cái về sau ấy thì nó đều là cái hàng nhẹ, hàng kiểu nói chung là nó không được chuẩn như cái hàng em đang mặc đâu. Bọn em về thì thường là đợt đầu thì bọn em nhập thôi chứ còn đợt sau bọn em không nhập nữa. Cho nên em cắt hết mã luôn. Vì em bán thì các chị biết rồi. Đây ạ, nó phải chuẩn nhá các chị nhá. Những hàng sau về các chị nhìn form thì giống nhau nhưng mà thật ra chất liệu thì nó có thể khác. M14 này, em có mỗi em đang mặc là M14 nhá, size S ạ. Em đang mặc M14 size S. À, ok chị Ly Nguyễn một M13 size S cho chị Ly Nguyễn này. Chị Ly Nguyễn một M13 size S cho chị Ly Nguyễn này. Trần Bích Đoàn M14 này. Trần Bích Đoàn M14, M14 em có 2 chiếc. Chị Ly Nguyễn quần M13 size S đây rồi. Ok này, chị Ly Nguyễn này. M14 này chị nào 55-56 cân là mặc được cho em nha. Quần này thì eo thon vô cùng luôn rồi. Đã, ok. Chị nào? Kim Quý ạ. Chị Kim Quý ạ. Chị Kim Quý ạ, quần này. Chị Kim Quý là 57 cân đúng không? Đúng không? Hay là 58 cân, 58 cân thì không mặc được chị Kim Quý ạ. Vẫn phải mặc M cho em nha. Chị Đoàn Bích này, một cái size S em chốt đơn này. Quần này em còn một chiếc size S nữa này. Chị phải mặc size M chị Kim Quý ạ. Chị không mặc được S. Chị Kim Quý phải mặc M, không mặc được S. Chị Kim Quý cao 1m52-1m58 cân, bắt buộc phải mặc M. Rồi ạ, quần em đang mặc em còn duy nhất một chiếc size S nhá. Chị nào lấy thì chốt đơn. Comment hộ em đúng cú pháp em chốt đơn. Đây ạ, size M chị lấy xanh cho em cái mã này. Đâu nữa nhở? Một chiếc size S kia rồi, chờ em tí xíu nhá. Chị nào lấy chốt đơn dùm cho em nha. Comment hộ em đúng cú pháp em chốt đơn.
Thế hôm nay lên cho các chị toàn bộ quần siêu cấp, cắt gọn luôn cho nó gọn luôn đấy ạ. Chị nào lấy thì chốt đơn, comment hộ em đúng cú pháp. Rồi tiếp cho em này. Chị nào? Chị mã Mỹ Lan 57 cân M14 ạ. 57 cân cao bao nhiêu ạ? 1m55 mà nặng 57 cân á. 1m55 nặng 57 cân mặc mông thế nào nhỉ chị ơi? Mông chị như thế nào ạ? Nếu mà chị mặc nó sẽ kiểu hơi như em đấy các chị nhá. Chị mặc nó sẽ hơi như em mặc được S. Em mặc được S nhưng mà kiểu em hay mặc ôm được ấy. Đây. Em mặc được S nhưng mà em hay mặc ôm được, nhưng mà chị cao 1m55 là 57 cân ấy, người chị phải gọn thì mới được nhá. Người gọn gọn ấy thì mới được. Người gọn gọn mới được nhá chị nha. Rồi ạ, tới em tiếp theo này. Tiếp theo dùm em. Chờ em tí xíu. Tiếp theo, quần này một chiếc size S ạ, toàn đa số size S thôi. Quần này đang mặc em còn một chiếc size S cuối cùng, chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Đây. Quần này ạ, quần này này, chị nào mà khoảng tầm 56 57 cân mặc được size S, cái quần em đang cầm tay tiếp theo này có một chiếc size S mặc 600.000. 47 cân chắc rộng, đúng rồi chị Nguyễn Lụa, 47 cân chị không mặc được quần này đâu. 47 cân thì không mặc được quần này. Quần kẻ em còn nhá chị Khoanh Tuệ, Nguyễn Tuệ, quần kẻ em chỉ còn size L thôi ạ. Còn size chị vừa không. Size chị vừa không, chắc không còn. Quần này em còn một chiếc size tay em đang cầm là size M. À quần tay em đang cầm là một chiếc size M này thì vừa này. Quần em đang mặc nhá, em còn duy nhất một chiếc size S cho chị nào 55 56 cân đổ về mặc vừa cho em nha. Hả? Hoài Hoài Trần là M4 size S. Chị nào? Hoài Hoài Trần. Chị Hoài Hoài Trần thì M14 size S nhưng mà inbox vào trong trang chuyển khoản em mới chốt đơn nhá. Quần em đang mặc em còn một chiếc size S nữa, 600.000. 50 cân mặc được như mặc có căng được như Nga mặc không? Không chị Như Quỳnh. Quần này mà mặc căng như em là xấu này chị ơi. Quần này của em Nga đang mặc là em đang mặc size S này, em mặc xấu này, đây này. Chị đừng, cái quần này của em Nga mà mặc căng như em đang mặc là xấu nhá. Đây ạ. Vì cái quần này của em Nga có ly. Cái quần mà M13 ấy thì chị mặc cho em Nga là 57 cân mặc được. Đấy ạ, bởi vì cái quần này thì các chị cứ chốt cho em khoảng 55 cân thôi. Bởi vì quần này mà mặc căng, mặc quần này thì mặc eo rất là gọn. Nhưng mà nếu như các chị mặc mà bị căng như em này, các chị đang hỏi em mặc căng như Nga có đẹp không? Đừng mặc căng như em nha, mà phải mặc vừa. Mày mặc vừa, đừng mặc căng. Đấy các chị cứ nhìn, tại vì quần ý thì mỗi cái nó một dáng. Cái quần này của em Nga là dáng của nó là dáng bom, bom thụng. Mà đã mặc quần bom thụng thì nó phải thụng, nó phải bom. Mà các chị mặc căng như em, tại vì nó không còn sai. Em đang mặc là size S, bởi vì nó chỉ còn size S thôi. Còn như người của em Nga ấy, ngày trước ý, khi em chưa tăng cân ý, thì em mặc được size S, nhưng bây giờ em đang mặc size M mất rồi. Cho nên là quần mà dáng bom thụng mà mặc S như em Nga là mặc bị căng các chị nha. Đấy, em đang mặc là bị căng. Nên các chị mặc cho em khoảng tầm 55 cân, 56 cân đổ về tính theo chiều cao 1m6 thôi. Đấy ạ, chứ đừng mặc căng như em. Đó, đấy ạ, nên quần của em Nga đang mặc là M14, còn duy nhất một chiếc size S ạ. Tiếp theo em này. Chị Khang Nguyễn Tuệ là quần kẻ 51 cân size S ở chế độ dự phòng ạ. Chị Ngọc Đảng, chị xả đơn 10M13. M14 còn một S cho chị nào 55 dưới 56 cân ạ. Chốt đơn cho em Nga là em hết này. Một chiếc quần đấy thì không phải nghĩ luôn rồi. Quần này cho em Nga có duy nhất một chiếc size M. Đây em đang mặc size M đây ạ. Chị nào lấy size M chốt đơn cho em Nga mặc như không mặc luôn những cái quần này. Sướng vô cùng. 600.000 cho em Nga size M nhá. Có mỗi một chiếc thôi, hết sạch luôn rồi các chị ạ. Đấy, nhưng quần siêu cấp thì em làm gì có hàng đâu. Em đã nói rồi, cái quần kẻ đầu lai chẳng qua là em bị quên mã đấy nó mới có đủ size cho các chị thấy từ lãi giờ quần siêu cấp nhà em nha. Nó chỉ có một chiếc, hai chiếc, ba chiếc là cùng. Làm gì có hàng các chị. Em lai đến đâu về đến đâu là hết đến đấy. Rồi ạ. Sáng mai chị chuyển khoản ok chị Hoài Hoài Trần là cái quần này đúng không? Quần size S này đúng không? Cho chị Hoài Hoài Trần đúng không? Hoài Hoài Trần là chuyển khoản đúng không? Ok ạ. Rồi ạ, quần em đang mặc là mã M bao nhiêu nhỉ? Quần em đang mặc là mã M15. M15 em có một chiếc size M đấy, chị nào lấy size M thì chốt đơn hộ em. Còn M15 em có một chiếc size M, chị nào lấy size M thì chốt đơn giùm em nha. M15 chị nào 61 cân. Chị nào 61 cân ạ.
6162 cân đổ về mặc bờ 15 cho em Nga thì chốt đơn cho em Nga. 600.000 có duy nhất một chiếc. Có duy nhất một chiếc cặp chun đấy, duy nhất một chiếc hết rồi. Một chiếc cuối cùng chị nào lấy chốt đơn. M16 này. M16 này như M14 luôn. Rất là thích và em cũng còn đúng một chiếc size S thôi. Chị nào lấy thì chốt đơn luôn này. Chị nào 55 cân, 56 cân đổ về chốt cho em quần này size S. Lên đơn hộ em là M16 nhé các chị nhá. Chị Nguyễn Hòa quần chip M13 à M3. Ok, chị Nguyễn Hòa quần chip M3 em chốt đơn. Đấy ạ, đây là M tiếp theo là M16 đấy. Đấy ạ, M16 là cái mã em đang cầm cây cuối cùng. Em đang mặc là M15 size M và M16 là size S. Chị nào lấy chốt đơn hộ em giá là 600.000 nhá. 600 cho quần đấy các chị nhá. 600 M15 cho chị Kim Quý ok này. Ok chị Kim Quý lấy size M. Còn quần bò siêu cấp màu khói không em? Quần bò siêu cấp màu khói á. Quần bò siêu cấp màu khói. Chờ em tí nhá, chờ em tí để em nhìn. Rồi ạ, đây là M16. Chị nào lấy M16 cho đơn cho em M16 nhá, 600.000. Để em tìm xem quần bò siêu cấp màu khói. Chờ em tí để em nhìn xem là quần bò siêu cấp của em còn cái gì nhá. Để em sale lốt luôn cho các chị. Hôm nay đấy sale toàn quần siêu cấp. Hôm nay sale toàn quần siêu cấp ạ. Hôm nay em định là sale toàn bộ các thứ quần cho các chị. Nhưng mà em vào cái quần quần tiên nhiều quá. À em nhớ em vừa cầm một cái cặp quần. Quần gì nhỉ? Chị vừa cầm cái quần quần jean. Quần jean siêu cấp. Đây, quần jean siêu cấp này. Quần short jean này. Quần short jean này em có đúng 3 chiếc này. Sale luôn cho các chị cho hết mã này. Short jean này em còn đúng 3 chiếc nha. Quần short jean này của nhà em qua quá hot rồi. Quần short jean nhá các chị nhá. Từ từ quần jean, quần bò dài thì chờ em tí xíu để em nhìn xem nó đang nằm ở cái chỗ nào đã. Chờ em tí xíu nhá. Đây là quần siêu cấp hộ em ạ. Quần short nhá các chị nhá. Quần em đang mặc là M15 em hết luôn này. M16. Còn một chiếc tí em mặc M16. Em mặc cái quần short này đã. Mặc luôn quần short này. Short khói này. Short này em đang mặc em có một chiếc. Siêu cấp nhá. Em còn màu khói này size L. Riêng quần short thì các chị lưu ý về cạp cho em nha. Eo các chị nào khoảng tầm 70. Eo này thì dành cho chị nào có vòng eo khoảng tầm 78, 79 là chốt đơn cho em size L. Em đang mặc quần short này size L đấy ạ. Giá sale là 600.000. Chị nào lấy thì chốt đơn. Màu này này, em còn một chiếc size L như em đang mặc nhá. Tầm 60 cân đổ về mặc L. 60 cân ạ, 60-61 cân. Nhưng mà nếu 60 cân nhưng mà có vòng eo các chị khoảng tầm 78-79 là các chị mặc size L cho em nha. Quần em đang mặc, em có màu khói duy nhất một chiếc. Còn màu xanh thì em có 1M-1L. Đấy ạ. Quần short các chị nhá, hàng siêu cấp cho em nha. Giá 600.000. Chị nào lấy thì chốt đơn, em còn mỗi 3 cái thôi. Nên sale lốt 3 cái. 3 cái quần short siêu cấp này em sale cho các chị với mức giá là 600.000 ngày hôm nay. Chị nào lấy thì chốt đơn của em nha. Lên hộ em mã là bao nhiêu? M17. Nên hộ em là mã M17 nhá, quần short có mỗi 3 chiếc thôi ạ. Đây. Short này thì quá đỉnh luôn rồi. Chị nào lấy thì chốt đơn. Comment hộ em đúng cú pháp để em chốt đơn. Màu xanh còn 1M, 1L. Màu đen em đang mặc còn 1L. Đấy ạ, hàng siêu cấp em sale luôn cho các chị đấy cho gọn. Còn quần chị nào lấy thì chốt đơn. Chị nào lấy thích quần short thì em đang mặc. Khói gần giống đen đúng rồi ạ. M11. Chị Lương Miền M11 và quần Âu 580.000 màu đen 60 cân. Không em còn quần Âu màu đen 60 cân á. Màu đen quần 60 cân hình như không còn mã nào nhỉ. Quần Âu màu đen 60 cân em không còn. M11 là cái mã gì nhỉ? M11 là cái gì á? À, 48 cân chị Nguyễn Quỳnh Nhiêu, 48 cân chị cao bao nhiêu ạ? 48 cân chị cao bao nhiêu? Em đang mặc size L này, 48 cân mà chị cao, mà chị có vòng eo bao nhiêu nữa? Chị có vòng eo bao nhiêu nữa? Cao bao nhiêu vào cho em vòng eo đi. Thì em mới chốt được cho chị xem là chị mặc vừa M không thì em báo cho chị, em chốt cho chị size M. Quần của em Nga đang mặc là quần siêu cấp ạ. Mức giá cho em Nga em sale là 600.000. Chị nào lấy thì chốt đơn nha. Quần em đang mặc sale là 600. Chị nào lấy thì comment hộ em đúng cú pháp là M17 ạ. M17 nhá chị nhá, M17. Chị Thúy đang là M17 size M.
Chị Thúy Đắc M17 size M màu xanh đúng không? Ok ạ. Chị Thúy Đắc bao nhiêu cân đấy nhỉ? M17 size M màu xanh cho chị Thúy Đắc. Em đang mặc quần short này là 600 này, em sẽ 600. Chị nào lấy chốt đơn. Chị Hà điều nào quần ship 2 hộp với một áo ngực một chiếc size 38 màu đen. Ok ạ. Áo chiếc ngực chị lấy mã bao nhiêu đấy ạ? Áo chiếc ngực em nên có hai mã, một áo chiếc ngực và một áo chống tụt nhá. Một áo chiếc ngực và một áo chống tụt. Cái quần short siêu cái quần jean siêu cấp mà bình thường chị bỏ ra đâu rồi nhỉ? Quần jean siêu cấp ấy. Đây. À. Quần jean siêu cấp đấy, đây dưới cùng. Quần jean siêu cấp này em chỉ còn mỗi như thế này thôi. Quần jean siêu cấp em còn nấu bầu khó em còn duy nhất một chiếc màu đen CS các chị ạ. Rồi. Quần em đang mặc nhá. Em chốt size M cho chị nào nhỉ? M cho chị Thùy Đăng đúng không? Vâng. M17 48 cân chị Nguyễn Quỳnh Nhi phải cho em ấy nhá, phải cho em rõ. Ok ạ, size M này. Size M 55 cân. Tầm 55 cân đổ về cho chị Thùy Đăng này. Rồi. Quần em đang mặc em chỉ còn size L thôi. Chị nào lấy thì chốt đơn. Em có màu xanh. Em có màu xanh và màu đen khói giá là 600.000. Em chốt đơn nhá. Đấy ạ, 600.000 em sell lốt. Đấy ạ, em còn em màu đen khói này. Rất là xinh luôn. Quần này thì không phải nghĩ luôn ấy ạ. Rất là sướng, quần này là quần siêu cấp. Quần này thì nó không có giãn đâu nhưng mà mặc nó rất là thích nhá. Em còn một chiếc màu xanh size L và một chiếc màu đen size L nữa. Chị nào mà thích cái quần jean, quần short jean siêu cấp này thì chốt đơn cho em Nga. Mức giá cho em Nga là 600 ạ. Đấy nhá các chị nhá, 1 L. Chị nào lấy chốt đơn. Rồi. Màu quần quần đen khói này thì em chỉ còn một chiếc size S màu đen khói này. Một chiếc size S màu đen khói, một chiếc màu trắng size L là hết hàng rồi. Một S, một L cho quần này ạ. Quần jean này em sale cho các chị hôm nay là 650.000 đi. Quần jean siêu cấp dáng dài này hôm nay em sale cho các chị là 650.000. Màu trắng em còn duy nhất một L. Màu khói thì em còn một chiếc size S. Mỗi cái chỉ còn một chiếc thôi. Chị nào lấy thì các chị comment hộ em. Quần jean siêu cấp thì em thường mặc là size M nhé. Quần jean này này, mã là M18 này. Mã M18 này thì em mặc là size M. Chị nào mà cứ khoảng tầm 50 cân, 50-51 cân mà có vòng eo khoảng tầm 70-71 thì mặc cho em quần này là size S. Chị nào mà khoảng tầm 60-61 cân ấy, mà có vòng eo khoảng tầm 80-81 thì mặc cho em quần này size L. Trắng còn duy nhất một chiếc size L. Màu khói còn duy nhất một chiếc size S. Hết sạch rồi các chị ạ, quần siêu cấp hết sạch. Năm nay làm gì có, năm nay nói chung là quần jean Becky siêu cấp ý là hơi ít. Đấy ạ, hơi ít luôn các chị nhá. Đây, chị nào lấy thì chốt đơn. Nên hộ em M18 khói S vừa không. Chị Đoàn Bích eo dưới 70-71 là vừa. Chị Đoàn Bích ơi, eo dưới 70-71 ạ. Có vòng eo dưới 70-71 là vừa. Quần khói S chị vừa không chốt cho chị. Chị vừa S không. M18 size S. Chị nào có vòng eo dưới 70-71 đúng không ạ? Chị nào có vòng eo dưới 70-71 ạ? Nhiều chị chốt quần khói này nhưng mà có chị nào có vòng eo dưới 70-71 ạ? Chị nào có vòng eo thì chị Phạm Hằng vòng eo bao nhiêu nhỉ? À chị Phạm Hằng là 52 cân không vừa đúng không? 8 cân. Chị Phạm Hằng cơ mà. 1m50 rồi. À chị Phạm Hằng 1m50 là 48 cân nhưng vòng eo chị Phạm Hằng ơi. Còn chị như là chị Trần Đoàn Bích là vòng eo hình như là bao nhiêu nhỉ? 69-70 đúng không? Chị Đoàn Bích là vòng eo nhỏ đúng không? Vòng eo nhỏ thì chị mặc được. Cái quần này nó không có giãn, quần siêu cấp này nó không có giãn nhưng nó liên quan đến vòng eo thôi. Vòng eo 70 là chị mặc được ạ. À. Cái quần này của em Nga cứ liên quan đến vòng eo thôi. Quần này các chị cứ liên quan vòng eo nhé. Còn chiều dài quần về thì các chị cắt đi cho em Nga. Đấy ạ. Nếu mà chị Phạm Hằng là eo 70 là mặc được cho em quần này sẽ ép ạ. Mặc được cho em quần này sẽ ép chị Phạm Hằng nhé. Về quần về chiều dài thì cắt đi cho em Nga. Các chị cứ lấy ạ. Ok. Chị Phạm Hằng M18 em chốt đơn. Có màu xanh đậm hoặc đen không chị? Chị Yêu Quỳnh đang hỏi em cái gì ý chị nhỉ? Chị Thúy Đặng 50 cân. Hết rồi. Quần này có mỗi một chiếc một M, một L, một xanh thôi. Chị Thúy Đặng và cao 1m50 mà 48 cân ấy hả? À chị Thúy Đặng á? Chị Thúy Đặng vừa xong chị chốt một cái rồi còn gì? À chị chốt cho chị nào cái xanh M còn gì? Là chị chốt cho size M rồi đấy. Ok ạ. Ok chị Phạm Hằng, màu khói size S này em hết quần này luôn này. Đấy ạ, là 650.000.
Còn quần short em đang mặc có 1M 1L. Còn màu trắng này em có 1L. Chị nào mà đang kiếm tìm cho quần jean trắng này thì các chị chốt đơn hộ em, comment hộ em đúng cú pháp em chốt đơn. Jean trắng thì chắc chắn là nhiều chị thích này. Đấy, em chỉ có mỗi đúng một chiếc size L thôi, hết rồi. Hỏi M17 đen khói size L, chị cũng chị 75. 75 thì phải mặc size L cho em là chuẩn rồi. 75 thì phải mặc size L cho em nha nhé. 75 mặc như em đang mặc ấy. 75 là mặc như em đang mặc. Chị em mình cái quần này nó không có giãn, chị em mình mặc eo 75 thì phải mặc như em, mặc hơi thoải mái tí xíu. Eo 75 thì mặc hơi thoải mái cho em ngay một chút xíu. Eo 75. Eo 75 thì tại vì chị em mình mặc đầu của size L cho nên phải chấp nhận. Chị Nguyễn Hằng là bao nhiêu cân nhỉ? Chị Nguyễn Hằng bao nhiêu cân? Quần bò Becky màu đen 80 phân ấy, quần bò Becky màu đen 80 phân à. Quần bò Becky màu đen 80 phân, trời ơi, em chưa hình dung được. À, cái đấy là hàng cao cấp. Nói thật là hôm nay em soạn cho các chị chủ yếu là định lên quần đấy, nhưng mà em cuối cùng em đi sa đà vào cái quần review mã M3. Chị Nguyễn Hằng mà cao 1m60 mà nặng 54 cân. Cao 1m60 nặng 54 cân, eo 75. Nói chung là mặc quần này cho em size L hơi thoải mái một tí xíu đi. Mặc size L hơi thoải mái một tí xíu nhá. Đấy ạ, nếu mà chị mặc em không còn size M, tại vì eo chị 75 mặc M thì hơi ôm. Mặc L thì cho em thì hơi thoải mái một tí xíu, đầu của size L. Đấy ạ, nên là nếu mà chị lấy thì chị báo em. Đấy ạ, nếu mà lấy thì chị báo em nhá, chị Nguyễn Hằng, bởi vì chị đúng vào cái căn giữa size đấy. Tức là do của chị là cao 1m60 mà nặng 74 cân, à 54 cân ấy, thường chị mặc quần size M thôi. Nhưng mà cái vòng eo của chị là 75 cho nên chị có thể mặc size L hơi thoải mái một chút xíu. Đấy ạ, nếu chị lấy thì chị báo em bởi vì em chỉ còn size L thôi. Đấy, em mặc màu xanh size L luôn này. Chị Nguyễn Hằng màu đen khói M17, nếu lấy thì báo em nhé. Nếu mà chị lấy thì chị Nguyễn Hằng ok lại giùm em. Em mặc màu xanh cho các chị ngắm này. Mã M17 cho em. Xinh lắm luôn. Em mặc size L đây này. Em mặc màu xanh size L này, quần này quá đỉnh luôn này, không phải nghĩ luôn. M17 size L ạ. Ok ạ. À. Màu khói đúng không? Màu xanh đây các chị này, đẹp không các chị? Quá là đẹp luôn nhá, không có một điểm gì để chê cho em luôn ý. Riêng những cái quần này của nhà em Nga các chị không phải có một điểm gì để chê luôn. Ok này, size L cho chị yêu này. Một quần size L. 5961 size L màu khói đúng không? Ok ạ. À. Em còn một chiếc màu xanh này nữa, chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Thật ra là hôm nay em định lên cho các chị là về quần, cả quần siêu cấp em sale và cả quần cao cấp. Nhưng mà hôm nay em mải review về cái quần chip gen của nhà em Nga từ hôm qua đến giờ lên cho các chị quần chip gen. Thực sự luôn ấy ạ, thích quá, thích rất là nhiều nên là review cho các chị cái quần đấy. Thực sự nó quá thích nên là thành ra là chiếm rất là nhiều thời gian. Cho nên là hôm nay em không lên được cái mẫu quần sale cao cấp nào. Thôi thì để hẹn các chị ngày mai coi như hôm nay toàn nên là quần sale hàng siêu cấp thôi. Đấy ạ, cho nên là những chị nào mà ưng cái gì nữa các chị hẹn các chị ngày mai nhá. Quần thì nó hơi mất thời gian một tí xíu, quần lên sale nó hơi mất thời gian một chút xíu ạ. Ok, chị Phạm Hằng em chốt M18 cho chị rồi. Nên là có gì ạ, chị nên shop nữa đi, vẫn thích shop nữa. Shop nữa, shop siêu cấp nhá. Em còn xem nào. Em còn shop siêu cấp cái mã. Em xem còn mã quần shop siêu cấp mã nào đấy nhá. Đây, chờ em tí xíu em xem. Còn cái em đang chốt cho chị Nguyễn Hằng M17 đấy ạ. Em chốt chị Nguyễn Hằng rồi nhá. Chờ em tí xíu. Ở cái đây cho chị đây.
quần quần đấy đâu nhỉ, quần tắc ta đâu ấy, quần shop tắc ta. Tắc ta em nhớ em còn 1 2 chiếc gì đấy cơ. Nay em chẳng nhìn nó đâu nữa rồi. Shop tắc ta. À. Quay đằng sau chị nhìn kỹ đây ạ, đằng sau đây ạ. Đằng sau của em đây. Còn đằng sau đây ạ. Đây chị đi Nguyễn ơi. Đằng sau em đang mặc đây chị nhá. Quần sau đằng sau em đang mặc đây. Quần đằng sau em đang mặc đây chị ạ. Đó, chị lấy đi chị bảo em. Quần này thì không phải nghĩ luôn ạ. Chị nào lấy thì chốt đơn cho em nha. Em nhớ em còn mỗi quần shop pasta nhưng mà em cũng chỉ còn 1-2 cái nữa. Nhưng mà không biết là nó đang nằm ở đâu mất rồi. Thì hôm nay em không... Em soạn ra nhưng mà vừa rồi em soạn ra rất nhiều nhưng mà em không nhớ nó nằm ở đâu nữa rồi. Đã sợ hơi ngắn. Quần này thì không ngắn tí nào luôn. Riêng quần shop nhà em Nga thì không bao giờ ngắn. Đặc biệt là hàng quần siêu cấp. Nên các chị nào tôi ạ. Còn tạm thời như vậy các chị nhắc mai nhá. Các chị nhắc mai, mai em sẽ lên tiếp. Mai em sale tiếp. Nếu mà các chị thích em vẫn sale tiếp về quần nha các chị. Đấy ạ. Hôm nay thì nên tạm đến đây. Cảm ơn các chị yêu rất là nhiều. Hẹn gặp lại các chị yêu trong live stream tiếp theo vào ngày mai. Đấy, chị nào mà còn ưng những cái mẫu gì mà em còn lẻ sai ấy, trên live ấy, thì các chị có thể vào xem lại live dùm em Nga mới á. Đấy ạ. Còn đặc biệt là những cái quần đồ chip của em bên em Nga, nếu mà các chị xem lại các chị có thể đặt hàng bởi vì quần đấy thì không phải nữa. Đó. Cảm ơn các chị yêu rất là nhiều. Hẹn gặp lại các chị yêu trong live stream tiếp theo ạ. Tạm biệt các chị.